bơ điện mà không nghe á chị. Rồi bộ này nha, 60-65 kg bằng đẹp nha mọi người nghe, chứ mã hồng hồng 79.000 nha, 60-65 kg bằng vừa nha mọi người nha, mấy chị mang gồm hồng 79.000 hồng. Rồi 60-65 kg bằng đẹp người nha, lá nâu 79.000 lá nâu nha em nè, 60-65 kg bằng đẹp lá nâu. Rồi mấy chị nha, 65-72 cái bằng vừa mọi người nha, cái mã 66 mà chị ơi, lấy 66 của bên 66 giùm em. Rồi để em phát cho chị nha. Rồi 79 hồng chị bắt cà na cho em số đi chị. Rồi mọi người nghe, 60 đủ lên, 65 xong bể lại vừa nghe mấy chị, cái mã 5 115.000 đó mấy chị, nó lụa mango cao cấp nha, tay phối 60 đủ lên, 65 xong bể lại vừa mã 515.000. Rồi mấy chị yêu nha, 60-65 cái bằng đẹp nè, cái mã 43. Ok, em cảm ơn chị Bắc Cà Na nè. Rồi 60-65 cái bằng vừa ngồi nghe, cái mã 43 thì em 115.000, mã 43. Rồi bộ này mấy chị nha, 60 đổ lên, 65 xong bể rồi vừa mấy chị ấy thôi, quá đẹp luôn. Rồi chị nào chốt bộ này comment mã 1 giùm em. Mã 1, đó lụa mango mấy chị nghe, pháo tối bằng solen 115.000, mã 1. Lấy một của bên một cho em ở số 1. Rồi mấy chị yêu nha, 60 đổ lên nè, 65 xong bể lệ giữa mấy chị nha, chứ mã 30. Mã 30 lụa mango 115.000, mã 30. Ôi ôi nó phát đẹp ghê mọi người nha, cái mã hoa này qua dành dục quá trời luôn nè. Rồi mấy chị nha, ôi đẹp không, 65 nó lại đẹp mọi nha, áo mã hoa, áo khoác nha, thun vải thun 35.000, ở lát cái này coi anh mã hoa giùm em, 35.000 mã hoa. Rồi mấy chị, quá đẹp luôn, 50-65 cái bằng đẹp mọi nha mấy chị, cái mã bi hồng 35.000 bi hồng. Rồi 50-60 cái bằng dừa nè. Rồi chó mấy chị ơi, bi đỏ giùm em nè, bi đỏ 79.000, 50-60 kg bằng đẹp người nghe, bi đỏ 79.000 giùm em. Rồi mấy chị, 50-60 kg bằng đẹp mã 97, mã 97 giùm em. Rồi 50-60 kg bằng đẹp mã 97, cái đùa nó còn không, cái đùa 75.000 á. Ok, mã 30 cho nó đi. Tụi dây có đem ra bộ nào đâu má. Tụi dây bữa, cây 75.000 á. Ở trong đó như nào, trong cái đó chứ không phải cái đó, hiểu không? Đây, bữa nó có hình con này con kia nổi gì đó. Em ở Long An mấy ngày mới nhận. Mấy chị ơi, mình mua hàng thì mình kiên trì cái vụ mà nhận hàng em nghe mấy chị, trong cái thời điểm dịch như thế này, hên xui. Có khi mấy người nghe mấy chị chỗ mình mà xanh trời xanh biển đẹp đó, chị nó không mưa, không bão, không gió á. Hàng xóm mấy chị nghe, alo, anh Bình Gon có phải không ạ? Cái bộ đó vừa biến tắt nha, chị phạm tiền nha, lấy ok. Đó, thì mấy chị ok là nó tối hàng mấy chị nghe. Còn mọi người cái thuê bao quý khách vừa gọi thì đang ngủ. Thuê bao quý khách hiện gọi điện đang ăn cơm làm miếng bắt máy này kia, mọi người nghe là mấy cái đó nó lâu nghe. Cái lúc đó là mấy chị lâu nghe. Rồi bi đỏ 79.000 cho chị phạm tiền. Chị Quỳnh Thiệu Kiều gỡ luôn khỏi gọi, ok. Rồi đây mấy chị, đây mấy chị nè, đó 45-60 kg bằng đẹp giùm em nha. Đây bi vàng 75.000, chị nào lấy bi vàng quanh bỉ, bi vàng 75. Đồ của em chiều gọi chốt khả, còn chị nào không, chị em thấy chị Vi Lan hình như là cũng chắc rồi, em mới kết bạn với chị hôm nãy hay sao nè, đúng không? Chị Vi Lan phải là quen với chị Cẩm Tú không? Mã 97 là 115.000 cho mon bé ơi. Cho chị xem mẫu khói mới bỏ ra. Đây bi vàng 75.000 chị Ngọc Châu. Đây có bộ đẹp không chị Cà Rốt, bộ đẹp, bộ này 115.000, bộ đẹp này chị Rốt ơi. Đó, bộ mã 97 này em nha, quần ống rộng. Đây chị, siêu đẹp giùm em á. Rồi hồng giùm em mọi người nghe, hồng từng. Đâu rồi ra bộ hồng từng này, hồng từng là lấy gì không? Rồi hồng từng ngố giùm em nha, lửng giùm em 85.000.
thì cuộc sai trái quá nè, sao cuộc vô cái lĩnh gì nè không. Rồi đó mình hồng hồng lửng 85.000, túi mã 3 chị Nhân My, bi vàng em hết rồi, bi vàng em hết nha chị yêu ơi. Rồi sửa đùi 45-60kg bằng nẹp, sửa đùi 75.000 mấy chị ơi, lấy sửa đùi tụi em, sửa đùi tụi em 75, sửa đùi 75. Rồi xanh đùi giùm em luôn nè, đó ai điện kêu lên xanh, lên lên đùi đây, lên đùi liền. Xanh đùi 75, hồng dâu đùi 75, hồng đậm đùi 75, đỏ đùi 75, biển đùi 75. Rồi chị nào lấy comment đùi kèm màu, rồi em lên cho mấy chị cái cây pyjama nè. Hồng đậm thỏ
chín con heo. Em nói giỡn thôi, mấy chị nghe đừng thấy nha, tái ra chị bánh em là hay giỡn đùa giỡn vu vơ đó. Rồi vàng đậm nhà em nha. Có 65kg mét 50 không? 65kg mét 50 hả chị có nha. Rồi lấy vàng đậm chứ vàng đậm nhà em là cụ đẹp quá. Vàng đậm này quá đẹp người nha. Vàng đậm, ồ mấy chị ở hồng này là hồng ta dài 95 ngàn. Rồi xanh đen mấy chị, xanh đen nhà em nè. Đây là xanh đen người nha. Đó tay ngắn xeo 85 ngàn mà lụa. Mấy chị nhận về là mấy chị trả cho mấy liền. Rồi hãy lấy chốt mọi người nha. Nó xanh đen nhà em luôn. Phun hoa ti quần dài. À chị mua cái loại phun mà nấu ngay ngày cũng không à, chị ơi chịu ơi. Chị Diệu chị mua phun nè chị. Chị loại bi á chị, cái bi này em còn màu này không mà chị Diệu. Đây nè bi em còn màu này nè. Đây bi em còn size mấy nè. Rồi rồi chị bi vàng. Sáu mua đổ lên 65-67 là vừa bi vàng em á chị ha. Bi vàng 62 ngàn quần dài. Phun na ti mịn mọi người nghe đẹp á. Đó, 60-65 cái bằng đẹp nha. Bi vàng 65kg. Xanh đen 45kg. Ê, xanh đen 45kg. Ê, mình cần lấy cái cây bi mai nhỏ lên đây coi thi. Lên cho chị, lên lướt mình cái coi lửa nè. Rồi, người nghe 55-60 cái bằng đẹp. Còn bi vàng là tay tay mấy ta? Tay rồi, em còn bi vàng tay 55-60. Cái bi vàng tay 60-65. Ok, hồng dâu với lại xanh đen. Chúc chị Trang Lê không dứt rồi mẹ, không dứt nữa, dứt trắng. Ừ. Ok, Trang Lê đi giống. Rồi bộ này mấy chị nghe 45-60 kg bằng đẹp mã 2 nè, 105 ngàn nè, đó chị buộc kìa nè. Rồi chốt em nghe, lấy cây nhỏ nè, rồi cây nhỏ lựa qua cây này, bỏ Trang Lê coi đi. Cây nhỏ lên cho cây cây nhỏ này chị, đây cây cây nhỏ đếm lên cho hai chị nè. Cây này không có màu xanh đen mép không chứ, cây cây nhỏ không có màu xanh đen nè. Rồi 45-60kg bằng đẹp mã 2 giùm em, chẳng lấy 2 rồi bên 2. 105 ngàn bộ mã 2. Rồi 45-60kg bằng đẹp mã 40. Lộ manh gồm mấy chị ơi đẹp quá. À lấy 40 giùm anh 40 giùm em, 105 ngàn mã 40. Rồi 45-60kg bằng đẹp ngồi nghe cho mã 39. Ôi ôi dễ thương cho mấy chị nha. Rồi chị nào lấy 39 cho 39 giùm em, mã 39. Rồi 45-60kg bằng đẹp người nghe chứ mã 79. Quá đẹp luôn mấy chị ơi, 79 giùm em. Ai lấy 79 thì 79. Rồi 45-60kg bằng đẹp người nghe chứ mã 1. 105 ngàn mấy chị yêu nha. Ai lấy 1 thì mình 1 em mấy chị gái ha. Mã số 1. Rồi video ma xanh đen chúc cho chị nhân mi. Ok chị yêu. Lấy một bộ mã 39-39 cho chị Bắp Cà Na. Ok chị Cà Na. Rồi 45-60kg là đẹp 18. Cái này em đang like là 105 ngàn một bộ mấy chị yêu nha. Ở lụa manh gồ mấy chị ơi đẹp lắm. 105 ngàn. Rồi ai lấy bộ này chốt liền nghe mấy chị yêu nha. Mã 18. 45-60kg bằng đẹp 18. Trời ơi bộ này đẹp quá chị. Bộ này bằng lên trắng da cực kỳ luôn. Rồi 45-60kg bằng đẹp mấy chị yêu nha. Cái này mã số 3. Ồ nó có độ cơ giãn đã lắm mọi người nha. Rồi chúng tôi lấy 3 comment 3 nha mấy chị yêu nha. Mã số 3. 105 ngàn mấy chị yêu nha. Rồi 45-60kg bằng đẹp mùi ơi. Cái mã 73. 73 giùm em nè. Rồi ở đây 73 chứ 73 mấy chị nha. 73 mọi người ơi, tranh thủ mấy chị nghe, đúng 3 giờ là em chương trình tặng quà mấy chị nghe. Đúng 3 giờ là mình chơi đó mấy chị nghe. Giờ là 2:32 rồi. Mã 3 chị Lê Lý Quỳnh này, chị Lý Quỳnh bạn được. Rồi mấy chị ơi, ở đây lấy bằng này cho mã 17 giùm em nè. 45-60kg bằng đẹp 17. Quá đẹp luôn mấy chị ơi, có 105 ngàn. Mã 17. Ồ cái này giống cái bộ kia không nghĩ ơi, giống cái bộ đen nãy làm mấy đi. 39. Rồi 39 em còn bộ luôn mấy chị nha. Lấy 39 cho 39 giùm em. 39 mã 3 chị Hiệp Nguyễn. Ok. Rồi em lên kia ma bia ma này xây nhỏ nha mọi người nha. Rồi bia ma xây nhỏ giùm em nè. Rồi bộ rồi bộ này em xem mấy chị là 79 ngàn đó nha. Bia ma xây nhỏ thì sẽ xây 79 ngàn. Đang cho mấy cái khác cái mã kia. Mã 3 không có sai
2365 nghe chị Tôn Hoàng ơi. Rồi bọn này lấy chốt mọi nha, 01 giùm em nè. 45 đủ lên, 56 kg là đẹp mọi người nha. Nói chung từ 40 tới 56 kg là vừa mấy chị bạn đẹp. Rồi 79.000 mã 01. Ai lấy comment mã em nè, PMA xây nhỏ nè. 17 kg cho Phạm Tuyền. Rồi 45 đủ lên mọi người nha, 57 kg là vừa 02. Ghi mã này vô nha. Rồi 02 mấy chị ơi, lấy 02 comment 02 giùm em. Đó, 02 mấy chị gái nha. Để thương mở nha. Rồi mấy chị ơi, quá đẹp luôn mấy chị ơi. Đó, 40 đổ lên, 56 cái là đẹp dùm em nè. Không, không, giờ là này 03 mọi người nha. Đó, chị nào mua Bima 50kg mà chị nghe nè, cái này xe nhỏ mọi người nha. 03, 79.000 mỗi mấy chị nha. Từ từ lên chị Hà Nguyễn ơi, từ từ em lên nha. Tại vì bây giờ đang suy nghĩ coi cái cây tay dài 65kg nằm đâu nè chị. Rồi mấy chị yêu nghe, tại vì em ít có hàng tay dài 65kg lắm. Mà tới hồi có rồi em thấy nó chắc giờ em không nhớ nữa. Mà em cũng không nhớ luôn. Tại vì tay dài của nhà em người giờ còn nhiều lắm. Rồi mọi người ơi, 40 đổ lên, 56 cái bằng vừa mấy chị yêu nha. Mọi người mua hàng nhặt chạy giùm em á, mấy chị cục vàng á, bà hối em nè, đau quá họng luôn. 03 chị Lê Lính Quỳnh. Rồi 04 phải không? 04 mọi người nha. Đó này là tay nhỏ thì em nha. 79.000 mẫu mấy chị ơi. Rồi 05, 40 đổ lên, 55, 56 lại vừa 05. Chị nào lấy 05, anh 05. Em là em cũng muốn bán, mọi người cũng muốn mua. Đó. Mà mọi người biết không, cái chữ like mà gấp gấp mọt hồi mọt lắm mọi người nha. Mọt lắm. Nó khô cổ họng mà nhiều khi mấy chị không, chiều xả cho một bao. Thiệt luôn mấy chị nghe, có những chị thật sự mấy chị nghe cũng hơi buồn nè, mấy chị chọn kỹ kỹ giùm em nha. Mọi người á mua 9 bộ mà mấy chị xả 5-6 bộ. Thật sự mọi người nghe, đôi khi trên like em hẹn mấy chị nghe, nhiều khi á mấy chị cần em cái mẫu đó phải không, cái chị cần em trước, chị được chọn rồi, chị sao người ta không mua được đúng không. Rồi bây giờ khi mà xuống like mấy chị xả ra rồi em khó bán, mà ví dụ mấy chị trả 1-2 bộ em không có buồn mọi người nghe thiệt. Mà mấy chị xả 4-5 bộ là tụi em hơi buồn nghe mọi người nghe, mấy chị thấy chứ, mấy chị cũng mệt nha, cái đồ cũng le lưỡi bên đây mấy chị gái nha. Rồi nhiều tao lấy một cái nhiều rồi. Rồi mấy chị đó, rồi 40 đổ lên, 55, 56 lại vừa mấy chị ơi, chứ mã 06 giùm em đó, mấy cái kia bỏ qua. Rồi mấy chị 07 giùm em nè, lấy 07 cho 07 rồi nha. Đó, 40 đổ lên, 55, 56 lại vừa 07 07 mấy chị ơi, lấy 07 cho mình 07 giùm em. Lấy bạn thử em quá à, tính lấy nữa. Mà hồi tối á, tay với thị em chọn rồi ra má còn một bao chưa bạn. À rồi, lâu lâu ra dữ hả? Mấy chục cái. Áo vú mấy chục cái. À, chưa bạn luôn, còn nói trong bụng kiếm áo vú đi em. Rồi mấy rồi. Rồi 40 đổ lên người nghe. Đó, 55, 56 thế là đẹp người nghe, 08 giùm em nè. 08, mà lấy 08 cho 08. 65kg hả chị? 65kg cao nhiêu chị Mai Nguyễn ơi? 65kg cao nhiêu, em có size 65. Rồi, 40 đổ lên, 55, 56 thế là vừa. 09 hả? 09. Cô vàng này có chụp không? Kết mua đen hả? À, trời ơi. Từ từ mấy chị mua là thành khách quen quá nha, là mọi người còn được ưu ái nữa nha mọi người nha. Rồi mấy chị ơi, 45, 55 cái bạn đẹp. Rồi nhiêu rồi, mà số 10 phải không, số 10. Trời ơi chị Linh Thì, chị biết em muộn á chị Linh Thì. Áo này mọi người nghe đẹp lắm, bạn mát cực kỳ mọi người nghe, 65 cái bạn cũng được luôn nha. Cái này bỏ em bán có 29.000. Chị Linh Thì ơi, áo đang mặc em bị bơm hình như là 3 cái hay sao đó. Rồi em bận luôn, mát cực kỳ luôn, chị nghe đó dành bận like luôn. Mấy giờ em có hàng. Rồi mấy chị à, cái màu này nhiêu rồi, thay cho mấy rồi. Rồi mọi người 40, 55 cái bằng đẹp 11. Lấy 11 cho 11 cho em nè. 11 mọi người nghe, 79.000 11. Thấy không, cái này không có lớn nha. Cái này không có lớn. Rồi 12 mọi người nha. 40 đổ lên, 55, 56 là giờ 12.
12 lấy 12 chứ 12. Bà Trâm Quỳnh bà mặn qua bên trái cây mà nãy bán nó 85 ngàn mới vừa. Rồi 40 đổ lên 55 chứ là vừa 13. 13 mọi người bà không gửi về đó. Bà không gọi gửi về quên hả? Không xuất xứ. Thơm không xuất mà đâu. Còn không chị lấy hết chơi rồi chị. Hết rồi. Rồi mọi người nghe, mà bây giờ là em còn cây lửng nè. Tặng luôn nghe, ở đâu mà nắm đây ta. Rồi chị nào đó mua cây này rồi nghe mọi người nghe. Bây giờ với chị em còn có đem kia ăn, mấy chị đừng có chữ em nha. Lũa đẹp lắm. 13 chứ mà chị Lê Liến Quỳnh. Rồi bọn này nè, chị nào 50-55kg thích mặn động thì lụm nha. Rồi không thì 55-62kg thì mấy chị bặn bao đẹp giùm em. Đó 55-62kg bặn cực kỳ đẹp đúng mấy chị nha. Rồi bây giờ mấy chị comment nhanh nè. Em còn 3 bọn xanh biển, hai bộ là bông đen, hai bộ đỏ ở xanh, rồi một bộ biển chữ, đồ đẹp mà có 60kg ba cây gà. Cảm ơn chị nhà Nguyễn nha, 60kg là bên cái cây đưa cái đưa cho chị một bộ bên đó là tím ra đây. Rồi bộ này 60kg là bạn đẹp nè. Cái này bà không bán nhiều không nhớ, hình như 95 ngàn mà hết đây. Thảo bán 95 ngàn rồi nha, bây giờ xả đổ cho mấy chị nè. À lấy cho em 69 ngàn. Biển bông đen, chị Linh Thị lấy cái này về bán thì bao lờ luôn nha chị Linh Thị nha. Em bán 69 ngàn là em còn lỗ đó. Lỗ nha mọi người nha, mà tại vì mấy chị thấy không nè, nó còn gớt rồi nè. Đó, 2, 4 đây mấy chị, đó, đây 3, 1 đó, đẹp không? Xanh biển, 69 về Diễm My, lấy đủ màu Diễm My ơi. Đẹp lắm đi ơi đó. Rồi, comment này là comment là biển chữ nha mọi người nha. Cái này là xanh biển không nha. Cổ này biển chữ có một bộ một. Biển chữ là lụm mọi người nha. Ồ, siêu đẹp của mấy chị ơi. Bạn ổng đẹp, ổng lấy tiền. Đẹp lắm, chị nào mua rồi đừng quên em nghe. Mấy thầy có hỏi em tới mười mấy màu á, là em bán 95 ngàn mọi người nha. Rồi bây giờ còn lót lại 2-3 màu thì mình sale rẻ cho mấy chị mua nè. Rồi 69 ngàn. Rồi lụm quý vị ơi, lụm lụm. Rồi ok. Bông đen bông đỏ Trâm Quỳnh. Bông đen chị Môn bé. Cho em xuống hỏi chị Môn bé ơi, 69 ngàn nha, đẹp lắm. Rồi ok chị Phương luôn. Xanh biển chị Túng Ron. Rồi chị nào chốt cho em nha. Xuất phát mọi người nghe, bây giờ em còn biển chữ lên xanh biển. Biển chữ xanh biển giùm em. Biển chữ xanh biển. Ok Trâm Quỳnh còn rồi. Rồi ai lấy chốt mọi người nghe mấy chị, biển chữ giùm em này chốt luôn mấy chị ơi, 69 ngàn đẹp. Còn chị nào mua Mi Ma lấy em bộ biển chứ biển chữ ok Trang Lê hai bộ này. Rồi Mi Ma hai bộ nãy lấy không Trang Lê? Hai bộ nãy là hơi rộng nè, lấy không nè em? Như em 53kg em bạn mấy chị coi bộ này nè, bộ này đi bạn hơi rộng nha, bộ này phân 60kg. Em 53kg em bạn hơi rộng, ví dụ như em người ta thích của em là thích pyjama bạn gì không nè? Hai bộ cái đó là nè, bộ biển nha, bộ biển chữ là lấy hai bộ đó. Ừ biển chữ như ừ trời ơi vậy hả? Ừ có bán áo bát bé không dạ không. Rồi đây chị, đây pyjama 60kg thì chị đẹp lắm, chị đẹp không? Em bạn là còn hơi rộng mọi người nghe, em 53kg bạn rộng mà sở thích của em bạn rộng để em chơi bima này không à? Em chơi bima size 60-65 không à? Đó size 60-65. Rồi còn cái áo khác thì tặng luôn nè, cho nghe bay chơi nha, chữ sao cần sơn chơi. Ở còn cây bima này cái gì nè. Rồi biển hết rồi mọi người nghe, em hết cây đó rồi. Ủa có người chốt rồi mà, đâu có người ta nay bộ đó chị này à, chị Phương Lương bông đen bông đỏ đó. Phương Lương đen bông đen bông đỏ, chị Phương Lương nói chị bấm ra gọi Ngân Ngang dám bỏ con bộ không à. Mấy chị ta kêu coi comment mà Ngân Ngang, Ngân Ngang không coi comment chứ mày đổ đầu ra đi. Rồi đi mà lấy em nó 50kg nè. 50kg thì lấy cái này nè bà chịu không? Đây đứa này coi đứa mấy cái hình này nè, chị Trang lên nè, 50kg lấy cái hình này cho nó được không nè. Trời đó nè, trời bé mà sao chị em lấy mấy này cho nó nè. 50kg nè, lấy hình con vịt nè, con gấu nè, rồi tùm lum hết trơn nè, bộ đăng mặt nè cho Trâm Quỳnh nè đó. Bộ này em bận rộng mọi người nghe, đẹp lắm, 85 ngàn. Rồi nè chị đó, rồi con thỏ nè, con mèo nè. À lên thêm nữa nè.
Rồi nè, bà lấy con nào? Chị cho em lấy con nào, lấy con đó giùm em nè, nó nhiều con á. Rồi nè, cái này biên ma manh gồ nè, 60kg rồi, mấy chị bạn đẹp nữa nè. Ồ, mấy chị đẹp ha. Rồi bây giờ còn nhanh, thả nhanh. Thả nhanh, thả lẹ cho mọi người. Vậy là còn có 3 bộ à. 3 bộ này mấy chị nào lấy chút liền 75.000 luôn. Sọc đỏ với bi đỏ nha, cái này manh gồ size 6, cái này vừa này lụa manh gồ đẹp luôn nha. Manh gồ siêu đẹp cho em luôn. Rồi, bi ma 65kg hả? Ok, để em xíu nè. Sọc đỏ 75.000 size sáu chục phiếu lại 45 đổ lên, chị nào chốt cũng 75.000 cũng đẹp, không lấy tiền đẹp lắm mấy chị nha, nó đâu còn rất 3 bộ lụm mọi người ơi, đẹp lắm đó. Manh gồ này manh gồ xịn luôn, tay ngắn phải không? Đúng rồi, tay ngắn đó chị Trang ơi, lấy màu nào lấy đi. Sọc đỏ thì chị Diễm chơi bé Diễm My Dương Thị nè, chị Trang ơi bé nó năm nó đẹp đó. Ok, sọc đỏ 75.000 chị bỏ hoàng quanh nè. Ok, chị hoàng quanh rồi, còn bộ bi đỏ luôn, bộ đẹp quá. Mọi người ơi, cái này manh gồ xịn luôn nha, teo đẹp lắm. Rồi còn bi đỏ cho chị Hoa đổ luôn nè, 75.000 cho luôn chị ơi, đẹp quá ha. Rồi nè, cái bộ đỏ nè 60 đổ lên, 65 xong phải là vừa đỏ 65.000, hoa đỏ 65.000, tay ngắn 95 không, cái bộ đó có bán 9.000 à. Trăng ơi, chị ơi, Trăng Lê ơi, cái bộ này 79.000. Bà Trăng Lê, để bà mua cái gì đó, có bán 9.000 à. Bi đỏ chị lừa mà, em hết bi đỏ rồi, em hết bi đỏ rồi. Hoa đỏ 65.000 cho Diễm My. Ok, Diễm My có hoa đỏ rồi. Bộ bi ma lửng, ồ cái chị thương không, 40 đổ lên, 55-56 là đẹp giùm em nè. Rồi lấy bộ này comment sale 70, hồng dâu 70.000 lửng giùm em nha, 45-55 chứ còn đẹp nè. Rồi em hết đỏ luôn rồi, Trang Lê ơi, hết đỏ rồi. Em lấy hai bộ đó đi đúng không? Ok, chị Trang Lê lấy nha. Con thỏ vàng với lại cái đó. Thỏ vàng với con đỏ hả? Ừ. Ok nè, gửi luôn, có gọi, cảm ơn chị Hoàng Quanh nha. Không chỉ có bực, không mơ sai chị. Bi đỏ phá thì chị rồi đó thôi. Rồi bộ bi ma tím. Ok, lấy hai bộ cho con chị nè. Rồi bộ bi ma tím thì sai nhỏ nha, 40 đổ lên nè, 56kg là đẹp giùm em nè. Rồi bộ bi ma tím thì em sale luôn cho mấy chị 90.000. Bi ma tím 90, à lấy cho em bi ma tím 90. Cái gì? 79. 79 lấy 3 bộ luôn, thêm bộ nữa. Đó, trời ơi. Ờ, thấy 3 bộ 3 màu đó, 79.000 đẹp lắm. Bảo đảm chị về. Con em, chính con em, nó có mới có 4 năm tuổi mà em mua cho con em còn... Rồi bây giờ tới con này còn bán rẻ nữa nha. Tha tin lửng cái gì nè, lửng không mọi người nha. Ủa cái này đẹp quá ta, đây còn đâu còn cái này nữa ta. Ủa cái này còn có cái này nữa ta. Còn nó không đâu biết nè. Hồng dâu lửng 70.000, comment giá tiền cho Thí Loan ơi, đang hàng sale. Rồi sa tin mọi người nha, sa tin siêu rẻ luôn, xả luôn cho mấy chị nha. Rồi quần nó lửng vậy nè. Rồi mấy chị cái này nó có sai nữa trời. Đây có sai. Như bộ này size 2 nè. Size 2 nha, size 50-60kg bằng vừa. Mấy chị đằng sau nó cộng dây, mấy chị buồn không buồn thì cắt cộng dây bỏ giùm em nha. Rồi sao lượng, sao tin lửng giùm em. 50-60kg bằng vừa. Rồi lấy bộ này chốt liền nha mấy chị ơi, bi vàng 65.000. Bi vàng, bi xanh, rồi bi hồng. Không biết bán gì, không biết nghe, mà giờ này bán 65.000. Bi đỏ chị cả đó không có. Rồi bi đỏ giùm em mọi người nghe. À lấy chó em mấy chị nha, 45 đủ lên, 60 lại vừa. Latin cao cấp đẹp 65.000. Em đụng tới đâu em thả đó cho mọi người nghe. Mấy chị đẹp quá. Không nhớ còn cây này mà không biết nằm đâu nữa. Hình như còn mấy bộ sau cuộc cơ. Sa thiệt là sa. Trời ơi, lấy chút. Ai lấy cho mấy chị 65.000 mua lẹ đi mấy bà ơi, để hết. Đẹp lắm. Rồi ok nè, đỏ nè, 65.000 nè. Đó, ok, bi vàng, bi hồng. Bi vàng, bi hồng. Ok, vàng hồng cho Diễm My. Hồng dâu 70.000 cái con có rồi. Bi vàng, ok, túi hôn bi vàng rẻ lắm á chị ơi, đẹp nè. Chị vừa không, chị Phương Lương. Chị Phương Lương, chị Phương Lương có một bộ đỏ này, chị Phương Lương vừa.
em xả rồi chị, em xả rồi, chị kêu xả là tụi em xả rồi, chị bán hết luôn rồi chị Cúc ơi. Rồi nè, nó chị nhắn tin kem đó chị, nhắn tin là tụi em xả rồi chị. Rồi em còn bộ rõ là bự nè, với lại còn bộ bi xanh 65.000 đó chị ơi, đẹp quá. Đó, cái này tôi thấy tôi dây ca sĩ được rồi nè. Rồi, ok, rõ thì cho chị Phương Lương, chị Phương Lương có bộ này xe ba. Em nhận đồ rồi, đẹp lắm, giờ cảm ơn chị Cô Ba, bây giờ em hết vàng, em còn xanh. Chị anh Thảo lấy không, em còn xanh nghe, chị anh Thảo ơi. Rồi, chị nào chốt một anh chốt giùm em đó chị ơi, xanh giùm em. Rồi, em còn một cái khác không nón luôn rồi, nghe size nhỏ nè. Ờ, cái size này chị đặt nó bạn ơi, 60 nha, không thích ôm á. Thì 56 cái này giùm em nghe, cái này cô tông cũng đẹp lắm mọi người nghe, đẹp lắm, có túi trong này kia đầy đủ nghe, túi trong nước ngoài đầy đủ luôn. Rồi, ai chốt áo khoác này comment em 75.000. Áo khoác 75.000 mấy chị ơi, áo khoác không nón. Cái này em mặn hơi rộng nè. Đẹp quá mọi người, áo khoác 75.000. Bán gì mà rẻ quá mà không có tiền mua luôn. Rồi còn bộ xanh mấy chị, trời ơi mấy chị. Người ta nói là gọt cho trơn mấy chị. Ờ gọt thì gọt cho sạch cho trơn vậy đó. Ờ mấy chị sao mấy chị gọt còn gấp lại em bộ kỳ vậy. Mọi người gọt gì là em thấy không đồng ý cho mọi người nha. Gọt gì là chết em luôn à. Gọt mấy chị ơi. Rồi mọi người. Ủa bộ này nó buồn quá vậy. Chị anh Hào lấy bộ xanh nó giùm em đi chị anh Hào. Phát 75 ok chị Nga Nguyễn nè. Rồi bộ này em theo lẻ luôn. Rồi bộ xanh này mọi người nghe mấy chị, 60-65 cái bằng giùm em nè. Quần cô tông mệnh áo giấy. Rồi sale luôn cho mấy chị 65.000. Trời ok chưa. Hồi xưa mọi người nghe cái lúc cái này mới ra 145.000 cái tới 175.000 bộ. Bây giờ mấy chị cầm tiền mua có bao nhiêu? 65.000. Rồi mấy chị ơi comment xanh giấy giùm em 65.000. Ok, đi xanh. Ừ, cảm ơn chị anh nào. Trời ơi, không lẽ bây giờ có bả ở đâu gần mình không? Mình bao xe lại mình không bán cái coi. À, bà anh Hào đặt một bộ. Ờ, à, bà anh Hào còn đơn không? À. Ừ. Rồi, đi xanh. Còn hôm nay còn có biết không? Rồi để chị kiếm cho chị qua ơ chị Phạm Tiến thôi. Giấy 65.000 chị Trúc Mai. Rồi, đây đó chị nè, 60-65 cái con đẹp bò. Bò 65.000 luôn. Bò 65.000, ấy bò của mình bò 65.000 mấy chị ơi. Đó tới giờ em thả mọi người thấy ghê chưa? Rồi mấy chị, này lụa mango nha. Lụa mango màu vàng đẹp chưa mấy chị? Vụ mango đẹp lắm nè. 57 kg rồi mấy chị bạn đẹp nha. 45-57 cái bằng vừa nè. Rồi bộ tọc vàng này sale cho chị 75.000. 75.000 em nha. Mở ra em xem gì chị, xem gì. 60-65 cái bằng vừa mọi người nha. Đó, ồ. Cái bộ này cũng là lũ manh gồ luôn. Bò 65 ok chút mai luôn. 60-65 cái bằng vừa nè. Cái mã vàng 70.000. 60-65 cái bằng đẹp vàng 70.000. Cái bộ này quá đẹp cực kỳ luôn. Vàng 70.000 giùm em. Rồi giấy hết rồi mấy chị ơi. Rồi bộ dây. Dây dễ thương nha mọi người nha. Dây lũ manh gồ luôn. Cái này manh gồ không mấy chị ơi. Rồi bộ dây này mấy chị ha. Size 50-60 cái bằng vừa nè. Bộ dễ thương ha. Rồi bộ dây này xem mấy chị 75.000 nha. Manh gồ dây. Bộ manh gồ này 75.000. Đấy cho em 75.000 giùm em luôn. Rồi à, chi áo đỏ em đang mặc. Trời ơi cục vàng ơi nó nghe nè chị. Em bận đâu cẩn thận cả năm rồi chị Linh Thị. Phải còn em mà chưa ấy thì em tặng cho chị không được. Nó mà ngặt mới sao em, nó có cũ xì luôn rồi chị. Để em kiếm. Em kiếm đi chị. Ừ. Có tờ dài không có. Chị ơi nó lúc bơm em la. Trời ơi ấy chị lên chị xuống nhớ 29.000. Nói với chị em mình 29.000 tặng những đường nữa mà nó chị nó cũng xì luôn rồi thiệt. Rồi đó chị ơi nè, 65 này vừa nè. Bò nâu nè mấy chị ơi, lượm anh gồ đùi luôn nè. 65 là vừa bò nâu nè mấy chị gái nha. Trời đẹp lắm ha. Rồi sao mấy chị bò nâu 70.000. Bò nâu 70.000 có tay dài không? Mình nhớ có tay dài hay sao á. Rồi đó. Dây 75 là chị Mon bé là nãy ai nè quên rồi. Mon bé là Hiền Quỳnh. Không biết Hiền Quỳnh nào chị Mon bé mà cho số đi đặng chị em bấm ra. Ừ. Rồi đó. Bây giờ sao Facebook mà nó không có số điện thoại đánh cho mình bấm nữa nè. Rồi bộ này mọi người nghe mấy chị dễ thương không đó. Chị Hiền Quỳnh ơi Mon bé ơi bà cho số điện thoại đi chị. Nó không cho bấm luôn. Rồi bộ xám này ai lấy chó nha mấy chị. Dễ thương không 75.000 luôn. Ai được. Rồi sao nó không bấm luôn nè. Không cho bấm luôn nè. Rồi ai đòi tay dài. Ok bò nâu 70 chị Nguyễn Linh. Bò nâu là đùi nha chị Nguyễn Linh nha.
Rồi bây giờ thay dài nè, thay dài còn 2 bộ đúng không? Cái này bữa em xả là 85.000 nha mọi người nha. Ở lần 89.000. Bây giờ còn 2 bộ, ai lấy chốt nha, chị nào lấy khúc này là hướng sói nè. Rồi cầm em là hoa hồng 75.000 luôn. 50 đổ lên, 62 cái lời dừa hoa hồng 75.000, còn 2 bộ lấy cầm em hoa hồng. Đó. Chị Tôn Hoàng ơi, bộ 8 là xây nhỏ nha. Bộ 8 là chị nghiêm em nha, xây nhỏ. Ok, chị Minh bé. Ok, chị Linh Quỳnh yêu dấu nha. Ủa sao chứ nó không cho bấm luôn ra chị ạ? Ồ, ồ mấy chị ơi. Rồi, bọn này lấy chốt người nghe đẹp á. 56, 57 lầy dừa nè. Rồi, bộ xanh này 79.000. Hoa hồng 75 Diễm My. Hoa hồng 75 chị Ngọc Lê. Rồi, em hát hoa hồng 875 chị Thúy Hương. Không ra hả? Của ai ra? Mình bé gì đó. Rồi mấy chị ơi, cò đẹp cực kỳ nè. Cò lụa mango dễ thương nha. Rồi 6 mua đổ lại mấy chị bạn đẹp người nha. Cò có dây tân đơ luôn. Rồi ai lấy chốt người nha. Rồi còn 2 bộ bò. Đó, 2 bộ bò dây mấy chị nghe có dây tân đơ giùm em nha. Lụa mango luôn. 50-60 cái bằng dừa. Ai lấy 2 bộ này chốt 2 bộ 135. 2 bộ 135.000 mọi người nghe mấy chị. Đó mình khỏi ấy nha. Qua nào em khói thì chị đây lãnh rồi, đưa dây kia tay dài cho nó đi đi. Rồi mấy chị, lấy 2 bộ bò này chốt em nha. Có 2 bộ bò chị. Cái này mà chị có gì chị gì đó. Cái đuối dây kia tay dài lắm. Cái này có chị Ngọc Châu, nói là chị Ngọc Châu bằng dừa đẹp lên. 2 bộ 135.000. Quá đẹp mọi người nha. Cái bia mai hay là gì? Đó, bia mai tay dài đó. Rồi bọn này 60-65 cái bằng dừa này. 60 đổ lên, 65-67 là đẹp cho em mọi người nha. Ủa đẹp quá ta, cái này lụa mango luôn. Rồi bọn này chị nào cho em 70.000. 60 đổ lên, 65-67 là dừa 70.000. 70.000 cho em bộ đó. Rồi bọn này mọi người nghe 55-56 cái lì đẹp cho em nè. Rồi bộ đỏ cho em mấy chị gái nha. 45 đổ lên, 57 cái là bạn đẹp đỏ 75.000 luôn. Đỏ 75.000. 70, ok. Bộ đó 70.000 cho chị Nhà Nguyễn nè. Bộ thì đang ship á. Rồi dạ không nghe, không có chị. Rồi bộ này ngồi nha. 62, 63 là dừa. Hai bộ 135.000 cho mình bạn ôm. Chắc chị Lê Trần Như. Có rửa tay dài không? Lên sale liền. Rồi mấy chị nghe bộ lửng hay mấy chị nghe 62-63 là đẹp giùm em nè, Latin xịn đẹp luôn. Rồi chị nào lấy bộ này cái mã xanh, xanh 70.000 luôn, xanh 70. Em bán combo cho người ta chốt rồi chị ơi, chị Lê Trần Như chốt rồi. Cái đó là có chị Mai Nguyễn, đúng rồi, chị Nguyễn Mỹ Môi. Rồi hai bộ 135 em nói là chị Linh Thầy ơi. Rồi mấy chị lụa mango củ sen. Rồi mấy chị, đó 62 đấu lại mấy chị bằng đẹp cho em nè. Ồ mấy chị ơi, cái này siêu đẹp luôn. Rồi lụa mango luôn, rồi chắc bộ lửng 70.000 luôn. Lửng 70.000 này lụa mango mọi người nha. Đó, lửng 70. Ồ mấy chị, bộ vàng nè mấy chị nha. Đó. Rồi 62 đấu lại mấy chị bằng đẹp em nè. Rồi, vàng còn 3 bộ bán rẻ luôn, hãy lấy cho em 60.000. 3 bộ mọi người nghe, lấy cho em 60.000 này Latin nha. 50 đổ lên nha. 60 đổ lại mấy chị bạn đẹp cho em nè. Vậy nào câu cao mọi người nghe là 62 mấy chị. Rồi cho em 60.000 Latin. Comment vàng, vàng 60. Vàng 60 mọi người nghe. Đỏ 70, xanh 70, mấy cái đó đẹp lắm mấy chị nha. Mấy bà bạn mấy cái này là bao kiền luôn. Bao đẹp luôn. Xanh 70 chị Thích Loan. Chị Lê Nguyễn Quỳnh ơi, chị nói mua bẻ đuổi nhiều ký chị, đừng biết em kêu thấy nó ra nó kiếm sai của chị. Mạng chậm nè. Rồi ở đây chốt người nghe, xanh 70 em hết rồi, em còn đỏ 70. Còn đỏ 70 luôn, còn đỏ chị nha. Bộ đỏ đẹp lắm, bộ đỏ này lụa mango đẹp cực kỳ luôn. Mango cao cấp luôn á chị nha, không phải em nói cho mấy chị mua nha. Mấy chị có thể có quyền không mua. Rồi em còn đỏ 70. Mấy chị nghe, còn đỏ 70 em, mấy chị comment đỏ 70 em nha. Em hết xanh rồi, em còn đỏ nghe mấy chị, đỏ 70. Có lụa tay dài em lên lụa tay dài liền. Em lên em theo lụa tay dài liền cho mọi người luôn. Rồi ai lấy chốt mọi người nha. Bộ cô tông là cô tông gì chị?
Cô tâm gì? Đỏ bể môi gì tiếc xương. Ok. Rồi em còn vàng 60 ngàn mọi người. Nếu chị em còn 3 bộ vàng nên em xem với chị 60 thôi. Lên xe. Tại em xe cho nó trống chứ không dễ chờ mọi người nghe với chị là Latin đẹp luôn. Rồi em lấy vàng, em lên vàng mọi người nghe. Vàng giùm em nè. Để lên dây. Mời gấp lên gấp xuống mọi người biết nha. 55kg hả? Thường chị mua xe máy chị Lê Mỹ thôi. Vàng 60 chị tiếc xương. Vậy là bà kêu em lấy hay là bà kêu em lên cho đề lựa? Đỏ 70 hết rồi. Em hết đỏ 70 nghe, em còn vàng. Vàng với chị, vàng 60. Đó, cô Tâm hiển theo hả chị? Không biết nữa, để môi từ từ lên sau lưng coi. Rồi với chị, vàng giùm em với chị ơi, từ từ tà tà. Đó, em còn vàng nghe, lấy vàng, bên vàng đỏ hết rồi. Hết trơn luôn nghe Trang Lê nha. Hết luôn chị. Hết luôn nghe Trang Lê ơi. Rồi mấy chị nha, đó, ai đó comment mọi người nghe mấy chị nè, tên đùi giùm em nè. Không biết nữa, có chốt đâu. Rồi mấy chị ơi, đùi, đùi bây giờ còn 1 bộ, 2 bộ, 3 bộ, 4 bộ, 5 bộ. Rồi đùi tên bói, 6 bộ, 6 bộ đúng không? Rồi chị nào lấy chốt mọi người nghe combo, 2 bộ. Combo 2 bộ ai lấy comment liền nha mọi người nghe, 89 ngàn. Vậy là chưa tới 45 ngàn bộ đó mọi người nghe mấy chị. Đó đẹp ha. Thôi 2 bộ 85 ngàn đi, mất công 99 nữa. Rồi chị nào chốt comment liền em nè. Combo 2 bộ tên đùi. Đó lấy hàng ngẫu nhiên nha mọi người nghe. Tên đùi ngẫu nhiên em nghe. Một size 1 50-60kg lì dừa. 85 ngàn 2 bộ. Chị nào bạn ngủ thì lụm nghe. 85 ngàn 2 bộ. Chị Linh thì mấy cái này bán cũng rờ luôn nè. Rồi chốt thì men mọi người nghe. Đó rồi đưa cái này cho chị con nghe. Lên tay dài đúng không? Đây cái tay dài ok luôn. Tay dài là siêu đẹp mọi người nghe. Không đẹp không lấy tiền nè. Đó tay nãy đâu gặp cái tay dài lên nè. Đó hãy để chữ dài. Bỏ miếng ngắn hay là dài để lên nó coi biết liền. Rồi chị nào chốt thì men mọi người nghe. Con đùi 2 bộ 85 ngàn. Size 50-60kg bằng vừa mọi người nha. Đây mấy chị, đó, đùi ngủ giùm em á. Chị nào mà đóng thịt thì lụm mọi người nghe. Nói 2 bộ 2 màu giùm em á nha. Em còn 3 combo. Đó 2 bộ 85. Chị nào lấy chút màu giùm em. Lấy 2 bộ giùm em. Combo 2 bộ 85. Em chấm mẹ đi, chín bụng gì nữa. À, vậy là này tay ngắn rồi. Rồi mấy chị ơi, em còn một cái mã lập thể này siêu đẹp giùm em luôn nè. Lập thể siêu đẹp mọi người nghe. Trời ơi, này đẹp quá ta. Ủa này sao đau lòng quá gì? Có quần lỡ không? Quần lỡ to nó chị, quần lỡ là nó kiểu khác nữa chị ơi. Phải không ta, nó kiểu dài. Ta coi tay ngắn hay tay dài. Ồ, giờ tay ngắn hết rồi. Tay ngắn hết mọi người nha. Ồ, ồ mấy chị. Đẹp lắm mọi người nghe, siêu đẹp cho em luôn nè. Này bà hỏng bán cũng 105 ngàn bộ không đi. Ồ, ồ mấy chị, đẹp quá. Rồi, chị nào lấy comment lập thổi cho em luôn. Lập thổi siêu đẹp mọi người nha, mấy chị đó coi còn mấy size, còn size nữa không ta. Rồi mấy chị 50 đổ lên. Mà 50-55 cái là mình bặn hơi rộng nha. Mình bặn cái trang em á mấy chị nghe. Để em bặn bộ vô cho mấy chị coi nè. Em bặn bộ cho mọi người coi nè. Cái này 55-62 cái là bặn đẹp nhất nha. Đây 55-62 cái là em bặn đẹp nhất giùm em nha. Đó mấy chị. Chị nào 50-55 cái là bặn giống cái trang em. Cái này ta gọi là lập thổi mọi người nha. Lập thổi mấy chị quần dài. Đây mấy chị. Đó siêu đẹp giùm em nha. Rồi mọi người comment kỹ cho em mọi người nghe. Khi mấy chị comment là bên em sẽ có cái bill như thế này. Mọi người comment ví dụ như bộ này là màu xanh đen. Mọi người comment xanh đen em thọc cho xanh đen mọi người nghe. Rất là nhiều chị không biết sao mọi người nghe. Mấy chị cứ nói cho em chút lộn mà sao lộn được. Mấy chị nè thọc vô vậy nè. Rồi khi nhân viên điện giúp đơn cũng đọc lại. Ờ mấy chị ơi chị mua màu gì nha. Không thể nào lộn được. Rồi xanh lá. Vậy chị Phụng Nguyễn lấy cái gì ạ? Xanh lá, xanh vuông là cái gì? Chị Quân Nguyễn lấy 2 bộ đùi đúng không? Ok, Minh bé 2 bộ 85. Chị Quân Nguyễn 2 bộ 85. Chị Thi Trần 2 bộ 85. Biết gì đâu. Có biết gì đâu. Là chị Quân Nguyễn lấy là xanh lá với xanh đen á. Rồi mọi người nghe. Quá đẹp luôn á chị. Rồi ok. Bộ đang mặc cái Trâm Quỳnh. Cái này 105 ngàn. Bây giờ em xem với chị 79 ngàn. Rồi ai lấy chốt mượn nghe 79 ngàn giùm em.
79.000 người nha. Đó. 55-62 cái bằng đẹp chị nào mà 50-55 cái thích bằng rộng loạn nha Trang em. Chị Quỳnh Khoa hả? Em không biết nữa chị, nữa thì nhân viên điện Trúc Lân với mình nghe mọi người nha. Rồi xanh biển. Xanh biển xanh đen. Hồng. Màu này là màu hồng mọi người nghe, hồng nè, là xanh đen nè. Xanh đen với chị nha, xanh biển xanh đen. Đó mọi người nghe, cái này là xanh này là xanh biển nè. Rồi chị nào lấy chốt mọi người nghe. Hồng đậm giùm em luôn. Đó. Quá đẹp luôn mọi chị nghe, cái là chị nào mà cao cao nghe, ví dụ như chị nào 65 tí mình cao mấy 6 là vẫn vừa luôn. Đây mấy chị coi quần coi mà. Đó, được không? Đó cái này có size nhỏ nữa mà quán bán size nhỏ hết trơn à. Em bán size nhỏ hết trơn luôn. Ok, hồng cho chị Thị Trang đưa dấu của em 79.000 chị Thị Trang ơi lấy 3 bộ. Chị Thị Trang lấy thêm bộ xanh đen với lại thêm bộ bộ này nó chị 3 bộ chị Trang ơi, đẹp lắm. 105.000 của em đó, mà em theo mấy chị 79.000. Tại còn có một size à, cái này có mấy size lận. Dạ các em đang sale 79.000 chị Kiều Mai là đẹp lắm. Không ra hả? Rồi 79.000 mấy chị, quá đẹp luôn. Chị Thị Trang ơi lấy đủ màu. Chị Trang yêu dấu của em 79.000, đẹp dữ lắm chị Trang ơi. Em hai bộ tối. Ok, đây hai bộ tối là hai bộ màu này là chị là tối nhất. Ok, xanh biển chị Như Lý Phương. Này có chị Thu Trang, chị Trang cho đủ màu, đẹp lắm đấy chị nha. Siêu đẹp giùm em. Hai bộ 85.000 còn không? Hết rồi. Hết rồi chị ơi. Xanh xanh đen. Ok, xanh đen chị Thị Trang. Hai bộ 85. Cái gì? Chị Thi đang Thi Trần vậy đó. Chị Phương Lương ơi. Xanh biển em hết rồi, em còn xanh ngọc được không? Xanh biển em hết rồi. Em hết xanh biển rồi. Ok, hồng cho chị Sang Sang 55kg là bạn không có lộn đâu chị, không có lộn quá đâu. Rồi em còn xanh ngọc nha, em hết xanh biển rồi. Em còn xanh ngọc, hồng và xanh đen mọi người nghe, đẹp lắm. Xanh đen giùm em. Nói mấy chị. Rồi mấy chị ơi, đỏ luôn nè mấy chị. Đỏ nha mọi người nghe, lấy đỏ chút đỏ giùm em nha. Đỏ, đỏ giùm em. Chị nào mà bạn Bi Mai chuyên nghiệp là 55kg là bạn đẹp rồi. Thiệt, ai mà 55kg là bạn đẹp rồi nghe. Như em nè, em 53kg chứ em chơi hàng này không nè. Rồi ok. Đây xanh đen cho chị Phương luôn. Đẹp lắm chị Phương luôn ơi. Thiệt, tiêu đẹp luôn mấy chị nha. Rồi bây giờ là em còn đỏ nè, xanh ngọc nè, hồng nè. Rồi mấy chị nghe, dâu giùm em luôn mấy chị nghe, màu dâu. Dâu mấy chị nha, 79.000 mà phải thật sự mấy chị nha. Mấy bài chảy nước miếng luôn. Này là bán kiểu như là bán tiền cũ đỡ tiền mới luôn rồi nha. Đó. Rồi chị nào giấu thùm em nhìn em đó chị ơi. Siêu đẹp em mọi người nha. Đó, đẹp quá. Em mà còn muốn ghiền là sự mọi người nghe, em ở nhà không à. Nên em ăn đồ không có hao mọi người nha. Đó, em bận đồ hoài nó không có cũ mấy chị. Thiệt luôn á, chứ em là muốn chảy nước miếng rồi đó. Rồi hồng. Ok chị Sang Sang nè, thêm xanh ngọc cho chị Sang Sang nè. Đây xanh ngọc nè. Quá đẹp mọi người nghe, xanh đen. Đẹp quá trời luôn á chị nha, xuất sắc. Bộ đang mặc còn không? Bộ đang mặc là bộ màu nào ta? Bộ đang mặc là bộ nào? Hết rồi chị, em còn màu này nè chị. Ôi ôi mấy chị, mấy chị muốn thấy đồ đang mặc phải không? Rồi để em mặc cho. Em mặc cho. Rồi xanh đen, ok. Chị Đặng Khoa lên xuống mọi đi chị. Ôi, xanh đen nè, cho Nguyễn Thị Ngọc vào. Xanh ngọc hết rồi. Xanh ngọc hết mọi người nha. Rồi em mặn là hồng đậm. Em mặn hồng đậm nha. Rồi ok, giao cho Trâm Quỳnh. Đây có phát 70kg hồng nãy em mới vừa la đó mọi chị Nguyễn Thi ơi. Rồi túi dây đỏ bao nhiêu? Mã này là 85.000. Rồi chị gì nè, xanh đỏ với xanh đen. Đăng Khoa cho số đi chị. Đây chị đó, đỏ với xanh đen phải không? Đây là chị có bộ đang mặc là đỏ nè. Đỏ xanh đen, hai bộ cho số đi chị. Đỏ xanh đen. Rồi lấy em bộ hồng, bộ xanh. Hết xanh rồi nha. Hồng cho Trang Lê. Em có bộ có nghe, chị dạy ra Trần Dư nghe có nè. Rồi mấy chị ơi, em còn xanh đen với lại bộ hồng dâu. Rồi chị nào rồi lấy cho số nội em đây chị gì nè. Chị gì Đăng Hoa. Em lấy cái túi dây đỏ ok. Túi dây đỏ là 85.000. Túi dây đỏ là 85.000 nghe, có là mã 3. Mã 3 giùm em.
Rồi bây giờ em còn màu hồng dâu này với màu xanh đen nè. Hồng dâu với xanh đen em ngồi nha, 9 ngàn. Rẻ quá quý vị ơi, rẻ quá gì. Sao mà rẻ quá thì gì mà mập ơi. À đây nè, đây nè, đây đây nè. Cái lá đòi cái gì mà giống như cái bộ này 70 ngàn nè. Xanh ngập hết rồi. Ok thì Trang gửi luôn mở rồi. Cảm ơn chị Trang, chị ruột. Ok, đặng pha hai bộ đó. À, mã đỏ là cái gì vậy chị cô ba? Mã ta, ok chị cô ba biết rồi. Rồi bộ dây mọi người nghe, 60 đó lại giùm em nè. Rồi bộ này lấy chốt mọi người nghe mấy chị, dây sao tim em nghe, 60 lại giùm 75 ngàn. Rồi cái bộ này nãy mà xem nhiêu ta quên rồi bay, lửng nè. Rồi 65 ngàn, còn xanh đen 60 cái lời dừa xanh đen nha em mọi người nha. Lấy chị cô bo rồi, cắt gục. Dạ, cảm ơn chị Thị Trang. 50-60 cái bằng đẹp Latin xanh đen 65 ngàn. Latin xanh đen 65 ngàn. Lấy comment xanh đen 65 ngàn. Đâu là xanh đen hết trời. Rồi mọi người ơi, cái này đẹp quá nè. Rồi Latin dùm em luôn, 60 đó là đẹp dùm em mọi người nha. Đó chị Thị Trang đứng đi, chị Thị Trang lên chuẩn bị cho anh em. Chị Thị Trang, chị Thị Trang ơi, xanh đen 65, chị Thị Trang. Chị Thị Trang đứng đi nghe, chị ruột bữa nay dán cho bà chính thôi. Hồng dâu cho bi em. Ok, hồng dâu bộ này đây. Ừ. Ok, hồng dâu chị bi em. Rồi mấy chị ơi, bộ này đẹp ha. Rồi xanh lửng em 70 ngàn. Đó, Latin đẹp luôn. Size 50-60 cái bằng đẹp, xanh lửng 70. Xanh lửng 70 em ngồi nghe, xanh lửng 70. Có bộ nào ở dây vùng đùi không? Ở dây vùng đùi size bao nhiêu ký? Trời nè. Ok chị. Rồi mọi người nghe mấy chị siêu đẹp em nè. Đó, cho em coi bộ dây lại đi. Ok, dây đẹp không? Đây, dây này hơi bị dễ thương nghe. Bà chị lại trời ơi, cái này là Latin nha chị nghe. Latin 60 kéo đẹp cho em nè. Mấy em đọc như em quên luôn rồi. Em đọc 75 ngàn không mấy chị. Rồi. Đùi hả? Đùi 65 kéo em mới vừa bán hết cái gì á. Xanh đen Latin em hết rồi. Chị sang sang ơi, nay chúng coi đúng rồi. Rồi bộ lụa tay lỡ nha, để em lên hết cái này là bắt đầu mình tặng game nha mọi người nha. Tặng game. Rồi chị gọn nồi chốt comment liền giùm em nè. Quá đẹp á chị nha. 45-60 kg bằng đẹp em nè. Rồi bộ này comment xanh đen mọi người nha. Xanh đen giùm em 85 nè. Xanh đen 85. Dạ 62 chứ không vừa nha. 62 chứ vừa chị là chẳng ơi. Chị vừa một chàng ơi. Rồi mấy chị ơi, 45-60 kg bằng đẹp nè. Cánh dơ lỡ, quần lỡ giùm em nha. Rồi 45-62 cái bằng đẹp nè. Xanh lửng 70 ngàn chút chị cà rốt. Xanh lửng là cái bộ đó đó không? Cái bộ dây á. Ừ. Rồi bọn này comment mở chữ giùm em mọi người ha. Chữ giùm em 85 ngàn cánh dơ. 45-60 lại vừa mọi người nha. Chữ 85 ngàn giùm em nè. Ồ, ồ mấy chị ơi đẹp không? Đó. Rồi cái này 62 cái đu lại giùm em nè. 65 đổ lại mọi người ơi, cái này 65 đổ lại giùm em nha. Chị này cái mình cam dâu. Đó, 65 cái này vừa cam dâu giùm em nha. Cam dâu 85 nghìn. Manh gồ cánh dơ quần lỡ. 65 này vừa cam dâu. 85 nghìn cam dâu. Bộ dây có size lớn luôn không? Dạ không chị, bên đó là bên hàng sale quá chị ơi. Xanh đen 85 nghìn chị sang sang. Rồi mấy chị ơi, đẹp quá luôn. Bộ này 60 cái này vừa em nha. 60 đổ lại vừa giùm em. Rồi chị nào lấy cái này comment mấy chị ơi, quá đẹp ha. Rồi cháu hoa hồng dâu 85 nghìn. Hồng dâu 85, cam dâu 85 thì chị Quỳnh Nguyễn ok. Rồi mấy chị ơi, đây. Xanh biển 65 đó là vừa nha. Lụa mango, cánh dơ lửng giùm em nha. Rồi xanh biển 65 có lại vừa xanh biển. Ồ ồ xanh biển đẹp quá. Xanh biển 65 đó lại mọi người nghe, 85 nghìn xanh biển giùm em. Xanh biển 65 kg. Rồi, nè chị ơi, hồng dâu giùm em 85 ngàn hồng dâu. Bảy mươi tiếng hả chị? Ít lắm. Lượng chữ thơ quá không? Ok, lượng em tiếng nè. Rồi, cái này nha. Cam dâm hết rồi chị sang ơi. Rồi, cái này nó còn 3 bộ. Đây. Cái nào mà nó còn trùng nhiều thì mình bán nghĩa cho nó mau mọi người đúng không? Chắc là bán lỗ nha. Đây mấy chị mango. Ồ cái này hơi bị đẹp luôn.
65 đổ lại cái gì bằng giường em mọi người nha. Đây nè các chị, còn chị nào á mà mình 65 tiếng mình hơi thấp người nha. Hồng dâu ok đây, hồng nè 85 mình cho chị sang sang rồi. Bộ này size 65 đổ lại giùm em mọi người mấy chị nè, mấy chị hoa văn rất là sang nha, cổ nó về giùm em nè. Rồi đây vậy là nó có hai bộ 65 ký thôi mọi người nha. Rồi cục vàng đầu chốt comment liền em, bộ này vừa bán vừa tặng mấy cục vàng nha, 70.000. Cánh dâu quần dài phải không? Ok, tiểu hồng nhiêu ký là hồng ơi. Cánh dâu quần dài nhà nhiều lắm. Nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Thiệt. Rồi lấy bộ này comment hoa văn 70.000. Comment mã hoa văn 70 mọi người nha, 65 là vừa, này là chất lụa mango luôn. Ai lấy hoa văn comment hoa văn thì em 65 ký là vừa. Ok, dù mình Nguyễn một bộ hoa văn này. Đẹp lắm, giá đẹp cực kỳ luôn cho mình Nguyễn nha. Ổng đẹp là em trả lại cho mấy chị 140. Rồi bộ này đẹp mọi người nghe, bộ này kiểu khác mọi người ơi. Đây mấy chị. Rồi bộ này mọi người nghe 67kg nè. Hoa văn cho chị Lâm Trúc Mơ 85, có đó 85 không á. Rồi mọi người nghe, bây giờ em còn mấy chị, bộ này thì cổ nó khác mọi người nha. Bộ này cổ nó khác nè, rồi lấy bộ này comment mã 2. Mã 2 sao cho người cũng 70 luôn, cậy đi. Mã 2 70.000. Dễ đẹp cái gì nha. Dễ đẹp dữ lắm mọi người nghe, cái cổ này khác cũng 65kg mã 2. 70.000 thôi nữa. Sao cho nó chống nhà, chống dĩ cho mọi người nha. Rồi bộ này 60 đổ lại mọi người nha. Mã 2 ok, kiều Nabi cho xuống nổi đi cục vàng 70.000. Rồi mấy chị ơi, bộ này mọi người nghe, đó mã này mới rồi, sáu chị cứ lại đẹp cho em nè. Rồi bộ này có mang thổ cẩm 70 luôn, thổ cẩm 70, thổ cẩm 70. Rồi bộ này 7 sao tiên luôn mấy chị ơi. Ok, chiều Nabi nè. Rồi bộ này mấy chị ơi đẹp ha, mã này em hết rồi, rồi 60 đó là đẹp cho em mấy chị ơi. Rồi comment ô chuột nè, chuột la tiên 70.000 luôn, chuột la tiên. Phương ơi, khách quá. Không vừa hồi dạ, đúng rồi, không vừa. Rồi, bọn này mấy chị nghe đẹp không? Tù, ô mấy chị nghe, cái Latin đẹp cực kỳ luôn. Đẹp lắm, em 48kg nè ha. Ôi, 48kg nè baby. 48kg mà bạn cắn vô là nó bị động nha. Rồi, ai lát bọn này chết mày kia, xanh nhạt. Xanh nhạt 70 luôn. Xanh nhạt 70 giùm em. Mã 2 em hút rồi. Cái cây này chưa đẹp luôn mà sao có 70.000. Rồi mình ra xanh đậm em 70 luôn, 45 đổ lên, 60 là vừa, xanh đậm 70, xanh đậm 70 giùm em. Thổ cẩm, Trâm Quỳnh bạn không được đâu, cái đó là bạn là hơn ôm đó, Trâm Quỳnh và bạn hơn ôm nha. Chị Sang Sang ơi, mình nhiêu ký chị Sang Sang, chị Sang Sang, chị nhiêu ký chị Sang Sang, không biết là chị vừa không nha. Rồi chị Bảo Ngọc 70 mà comment cái gì mới được chị yêu nha, em có thổ cẩm nè. Em có xanh nhạt, em có xanh đậm, rồi em có con chuột. Chị, giờ hoa đỏ luôn nè. Hoa đỏ bỉ mua luôn nè. Đó, đẹp cực kỳ. Rồi comment màu em đi chị Bảo Ngọc ơi. Hoa đỏ, xanh đậm, nhạt, xanh nhạt. Ok, chuột bỉ mua chị thấy lo, mấy chị coi comment gì á. Là để bên em coi mấy chị lấy cái gì, đặng bên em biết lấy đúng nha mấy chị nha. Sợ nó sai. Sợ nó sai. Rồi, chuột em hết chuột. Em hết chuột mồi nha, rồi em còn xanh nhạt nè. Xanh đậm, mạng chậm đúng rồi. Mạng nó bị chậm là do mấy chị comment rồi phải không? Mà hơi lâu lâu mới lên với em phải không? Xanh đậm đi chị Sang Sang. Chị Sang Sang lấy bộ thổ cẩm nữa. Rồi mấy chị ơi đỏ nè, xanh nhạt giùm em nha. Chuột hết rồi. Rồi bộ này á mấy chị nha. Đó, dễ thương không? Thổ cẩm nó giống mồi nha. Cái này là 56 cái này đẹp giùm em nè. Rồi ok thí lon. Rồi bọn này sale mới chỉ 50.000. Bọn này sale 50.000 mọi người nghe, cái này tại nó đổi thờ rồi. Đó chị nào thích bận thì mình bận nha. Đấy mấy chị, đó quần nó vậy nha. Rồi. Ok chị Mỹ Phương. Chị Mỹ Dung chị mua thông gì chị. Rồi ok bọn 50.000 này chụp chị Kim Mỹ Phương. Rồi em còn bộ 70.000 còn bộ đỏ nữa nè. Em hết chuột rồi. Bộ 70.000 bây giờ còn bộ đỏ xanh nhạt nha. Chị còn đó rồi, lấy em xanh nhạt được không? Xanh nhạt nha mọi người nha. Nó xanh nhạt. Xanh đậm em hết rồi. Xanh đậm em hết mọi người nghe, còn xanh nhạt.
xanh nhạt chứ đỏ mọi người nghe, lấy xanh nhạt chứ đỏ giùm em nè. Mọi người ơi, mấy chị đẹp á, siêu đẹp giùm em luôn. Ok, đổi bánh mưa chị cà rốt nè. Là chị Trang Lê đổi cái gì quá gì đâu em biết chị ruột ơi, mà cái màu chị đổi đổi toàn là hết không à. Chị, bà đổi qua toàn là màu hết không à. Rồi bọn này 60 nó lại mấy chị bằng dừa nè. Này chị Kim Nguyễn Thiên mặn được rồi, bộ đỏ này 50 ngàn luôn. Đỏ này 50 ngàn luôn, đỏ rồi bộ đỏ này 50. Đỏ 50 luôn á chị, đỏ 50. Đỏ cho mấy cái này đi mấy chị nghe rồi em. Em đang chơi game mọi người mấy chị, để xem thả hết cái này đang chơi game nha. Rồi bộ này mọi người nghe dễ thương không? Đó, 55, 56 cái bằng dừa em á chị nha. Nói lại thông cảm em biết sao mà đổi tối luôn là hồi nó bị lộn đồ mọi người nghe. Tại vì cái chị thấy cái trước bỏ cái trước cả cái sau hoài là nó lộn đồ nghe mấy cục vàng nha. Rồi 55, 56 cái là dừa, đổi 50 chị Kim Nguyễn Thiên. Rồi bên này 55 cái là đẹp mọi người nghe mấy chị. Rồi cái mã bò hồng 70 quần dài luôn. Hồng 70 quần dài. Đẹp chưa? Rồi mấy chị bộ tầng nè dễ thương không? Đó, tầng này size 50-60 cái bằng đẹp nha mọi người nha. Đây mấy chị, đó. Rồi, bộ tầng này, lấy tầng mình mở tầng 70 ngàn luôn. Tầng 70. Ồ, ồ, dập ly luôn mấy chị nha. Dập ly này size mấy chị nha, 50-60 cái bằng đẹp nè. Đó, 50 em hết rồi. Rồi, 50-60 cái bằng đẹp, dập ly này em xem mấy chị luôn 85 ngàn. Không, 70 cho thẳng tiền, ok. Tại vì chị comment sao á, chị comment sao thì em bán hết rồi chị, cho em hỏi được đúng không? Ừ. Sao chị bán rẻ hơn ba quá vậy? Trời em đang xả kho mà. Ừ. Đỏ 85 thì chị Kim Nguyễn Thiên. À, rồi bộ tầng 70 chị Bình An. Rồi dập đi 85 ngày em hết nha. Ok chị Phụ Nguyễn nè. Rồi mấy chị em còn bò này, bò dập đi nha. Bò dập đi này coi em coi cái kích coi. Bò dập đi này 55-56 là vừa thôi nha. 55-56 lầy dừa này mấy chị. Rồi mấy chị cái nó bò xanh. Bò xanh này xem mấy chị 75 ngàn nha. 56 cái này đẹp bò xanh 75 ngàn. Em đang thả kho cho cấm mà không rẻ cho được chị. Em bán là toàn là nửa giá không đó. Rồi mấy chị nghe đẹp không? 50-60 cái lầy dừa 85 ngàn hết rồi. Rồi mọi người nghe mấy chị nè đẹp không? Rồi cho em 75 ngàn luôn. 50-60 cái bằng dừa mọi người nghe. Rồi mấy chị cho mã con bò ngọc. Bò ngọc giùm em mấy chị 75 ngàn luôn. Rồi đây 60 đổ lên, 65-67 là vừa dập đi đỏ nè. Đó, tầng 70 em hết rồi. Rồi dập đi đỏ này cho em mấy chị 85 ngàn luôn. 60 đổ lên, 65-67 là vừa dập đi đỏ thì nha mấy chị gái nha. 85 ngàn dập đi đỏ. Bò ngọc ok, chị Thi Trần bò ngọc 75 ngàn nè. Mấy chị comment giá tiền vô mấy chị. Comment giá tiền giùm em nè. Rồi vào quần. Quần nha chị nha. Đó. Ok, bò dập ly nè, chúc cho chị Hồng Quyên 75 luôn. Rồi quần nha mọi người nha, quần này em có size nha. Đó, quần này là size 50-60 cái bằng dừa nè. Rồi, size 60-65. 60-65 nó có màu đỏ nè. 60-65 có màu đỏ nha. Rồi 50-60 kg mọi người nha. Ồ, nó sáng nha. Rồi, xanh đen là size mấy vậy trời? Xanh đen là size 50-60. Xanh đen size 50-60 chị gái nha. Rồi quần này mấy chị vừa bán vừa tặng cho mùa luôn, có quần này nhiều. Rồi xanh đen này size 50-60 cái bằng vừa mấy chị gái nha. Quần này mấy chị vẫn đi làm hay là đi đâu cũng được mượn nha. Nó cũng như là nó như các loại ôm mì mấy chị nha. Siêu đẹp chị em luôn. Rồi lấy quần chốt quần mấy chị 45 ngàn. Bò ngập em hết rồi. Rồi mấy chị quần 45 ngàn, chị nào lấy cho em nha. Size em còn size 50-60 kg với lại size 65. Nói chung là size từ 50-65 kg là mấy chị có size nha. Đó. Rồi xanh đen là còn có một size thôi. Xanh đen là còn size 50-60 kg mọi người nha. Rồi đỏ sẽ có hai size. Đó, đỏ có size từ 60 đổ lại với lại 65 kg lên giường mọi người nha. Rồi lấy quần trước em với chị 45 ngàn quần giùm em nha. Lấy quần trước quần giùm em, quần 45 ngàn kèm mà. Đó, còn ngọc hết rồi. Rồi còn cái quần này mấy chị ra, quần này size nè 40 đổ lên nè, 55-56 lên giường, quần này 40 ngàn. Quần 40 ngàn, chị Thi Trần 45 ngàn hai cái là size bao nhiêu ký? Chị Thi Trần ơi, bà size bao nhiêu ký chị? 45 ngàn hai cái, bà mua size nhiêu ký nè? Đó, đó số ký làm em nè. Trời ơi, con mũi nào mà nó cắn dữ thằng trời. Rồi, chị Ngọc Lê, xanh đen 45 là nhiêu ký? Chị Ngọc Lê, bữa giờ chị mua nhiêu ký đây? Chị
Được lên cái quần xanh đen nè. Rồi xanh đen cho Hồng Quyên nè. Ok Quyên. Rồi em hết xanh đen. Em hết xanh đen mọi người nghe. Em còn màu đỏ thôi. Đỏ này đỏ đô mọi người nghe. Đỏ đô đẹp lắm. Em hết xanh đen rồi. Đó 65kg còn màu đỏ thôi nha. 65kg còn màu đỏ thôi nè. Đó chị nào cho em liền mấy chị ơi đẹp. Đây 65kg còn gì. Tươi đẹp mọi người nghe. 45.000. Quần này hả chị? Cái quả Umi. Umi sọc mấy chị nghe đẹp lắm nè. Coi giãn đẹp lắm nha. Rồi ok chị Ngọc Lê có rồi. Chị Ngọc Lê có đơn. Rồi chị nào lấy chó nghe 65kg còn màu đỏ thôi. Nó còn thêm bây giờ gì mới nói vậy chứ. Kiếm mơ vào đầu mọi người. Ở đâu? Trong đây làm gì có mà mình kiếm lên đây. Ờ sao không hiểu luôn à. Rồi 65kg còn màu đỏ mọi người nghe. Ai lấy chó em mấy chị ơi. 45.000 thấy quần của ai nó lấy đi nha. Có giá bao nhiêu đâu. Rồi sao không kêu. Hỏi xuống ký đó. Rồi sao lấy rồi đó. Đúng rồi. Trời ơi con nương ơi. Rồi chị nào chốt rồi nghe mọi người nghe. Lê Trang, cái đỏ 65kg. Nhưng cô Bo ơi, hiện tại là xanh đen 65kg hết nha. Đỏ 57kg chị Thanh Phương có đơn. Chị Lê Trang ơi, xanh đen hết rồi, em chỉ còn màu đỏ thôi chị. Em còn màu đỏ thôi nè chị ơi. Rồi, chị nào nó hỏi cô Tâm nè. Đây mọi người nghe mẫu này. Size 50, 62kg bằng giường mọi người nghe mấy chị cô Tâm Thái. Ai thích bằng ngơm thì 65kg bằng giường em nè. Rồi bộ cam này sale cho mấy chị nè. 85.000. Ai lấy comment mấy chị ơi cam 85.000 em cô Tâm Thái. Ok Hồng Quyên thêm cái đỏ 56kg. Ồ ô mấy chị à. Rồi 65 cái lề dừa nè bò. Cô Tâm Thái đẹp người nha. Cô Tâm Thái hàng có thêm nơ luôn. Rồi ai lấy bò comment bò 85.000. 65 cái lề dừa. Ai đòi cô Tâm Thái nữa nè. Dầu gọi bé 79.000. Quần ống mơm nha chị Nguyễn Trung nha. Quần ống mơm. Dầu gọi bé 79.000 nha chị em nha. Gọi bé 79.000. Rồi 60-65 cái bằng đẹp người. Mấy chị coi này hàng tinner nữa đó. Đó hàng tinner siêu xịn luôn. Mấy chị ơi sale 85.000 bộ. Rồi xanh đen người nha. Xanh đen giùm em. Xanh đen 85.000. Còn một bộ là cái gì chị? Một hả? Rồi mấy chị nè tấm bé 79.000. Chị Nguyễn Trung lấy cái gì chị Nguyễn Trung ơi. Chị Dung lấy gì chị Dung ơi. Rồi tấm bé 79.000. Đó nè rất là thuộc. Xanh đen 85.000 chút chị Trúc Mai. Rồi em còn có quần đen. Quần đen size 50-60kg bằng giường. Mọi người nghe 45.000. Rất là thuộc cái quần đen ở đây nè. Còn cái quần đen mọi người nghe. Quần đen nghe 45.000 luôn. Nó rất là xả mọi người. Mày bán 45.000 hết trơn thôi. Rồi bộ tôn dài. À, 60-65 cái bằng dừa xanh đen hết rồi. Chị Mỹ Dung lấy cái gì chị? Bò một bộ là phải lấy bộ bò 85 không? Chị Mỹ Dung ơi. Rồi bộ tôn nha. 60 đổ lên 65 xong bẻ lề dừa. Ồ mấy chị ơi tôn đẹp ghê. Rồi ok. Quần đen chị Thi Trần. Rồi chị nào lấy chốt ngồi nghe. 60-65 cái bằng đẹp này mấy chị tôn. Ok bộ dàn bò 85 này cho chị Mỹ Dung. Rồi bộ tôn mọi nghe tôn 90.000. Lấy tôn cho con nha. Rồi lấy tôn cho con mấy chị ơi. Lấy điện thoại cho nó nghe đi. Rồi đen em hết rồi chị ơi. Đen có một cái à. Đen có một cái rồi chị. Rồi bộ giấy mọi người nghe 55-56 cái là đẹp giùm em mấy chị ơi. Còn bộ giấy này nữa không. Rồi mọi người nghe mấy chị comment mã tặng đi chứ giờ ừ, chị nào ví dụ như gì nào có nhà có quần đen nghe mấy chị. Giờ mấy chị phối quần đen. Rồi cái áo cam mấy chị quần cam mấy chị muốn phối nào phối nha. Rồi bọn này mấy chị comment mã tặng giùm em đi. Tặng tặng nghe mấy chị nghe. Tặng giùm em nha. Đen hết rồi, đen hết rồi. Rồi mấy chị ơi, quá đẹp luôn nè. Rồi áo khoác mọi người nghe đính đá. Rồi. Cái gì? Con coi vô đi, tại vì nó không có chụp hình. Có ta, hình như làm tay vậy. Cái đơn xa mới đưa cho chị, bà đổi địa chỉ gì đó. Rồi, ok
ok tặng cho chị Thí Loan nè. Phát chị Hoàng Kim Khánh, chị Hoàng lấy phát này ha. Ok chị Kim Khánh nè. Nó cáo phát này sale chị Kim Khánh 95 ngàn ha. Cáo phát sale chị Kim Khánh 95. Ok chị Kim Khánh nè. Tặng rồi tặng cái cái bộ đó đó. Nó nó xài trái quá không biết chữ nên lâu quá không biết ở đâu luôn. Rồi mấy chị nghe, rồi cáo phát này nè. 85 lại giường rồi nghe chị, xanh đậm giùm em nè. Xanh đậm này nãy xem như 89 ngàn. 65 lại giường 89 ngàn. Chị Quỳ Lương Nguyễn Kiều Mai, chị mua nhiêu ký? Mua nhiêu ký? 56 ký 57 chị mua lửng hay là dài? Ngô Bạc chị mua tay ngắn hay tay dài? Chị mua tay ngắn hay tay dài chị yêu? Để em coi coi còn cái gì mà lẽ bạn chẳng ai không thể. Coi cây này cũng lẽ bạn đây nè. Cái này cũng rẻ bạn luôn nè mấy chị. Rồi cái này cũng rẻ bạn nè. Chị Nguyễn Kiều Mai ơi, chị mua cái gì? Ồ mấy chị ơi, cái này lụa tơ mà dễ đẹp lắm nha. Chị mua tay ngắn không? Ok, đứa cây tay ngắn 95 ngàn lấy nguyên cái đó lại đây, cái đó đây. Nguyên cái đó chị. Này chị Kiều Mai. Đây đi mang tay ngắn là chị đó, chị nhận đồ đẹp lắm mà áo nhỏ quá thì hả chị biết ngay nhỏ để bên em nổi lại cho chị. Rồi đây mấy chị nè, đây mấy chị nè, tay ngắn là bộ này nãy bán nhiêu anh? 79 ngàn đúng không? Rồi là chị nè, 62 này vừa 79 ngàn, em còn bộ nè, em còn bộ này chị, cái là bộ này là 79 ngàn nha. Rồi chị lấy bộ này cho em ở xanh đen 79 ngàn, bộ này là 95 ngàn không đây hả? Còn cái này là 85 ngàn. Bộ này 85 ngàn là size của chị nè. Đó, màu tím nè chị ha. Đó, lấy tím lên tím em nè. Tím. Rồi bộ này giá niêm yết bao nhiêu mọi người nha? 125 ngàn. Em bán có 85 ngàn mọi người nha. Rồi đỏ. Tím đỏ nè. Hồng dâu. Hồng đậm. Đó, xanh đậu. Vàng. Rồi chị lấy chốt màu em nè. 85 ngàn bộ nha. Pyjama đẹp dữ lắm. Giải là em bao mấy chị luôn. Ngồi thấy không? Nó đem ra mà ngồi nghe chắc quả đẹp cực kỳ luôn. Mấy chị nhận về cái lô này là mấy chị liền luôn. 85 ngàn nha, nó đẹp lắm mọi người ơi. Đó, hồi trước bọn gì làm em bán là 125 ngàn đó mấy chị. Tại vì nó mọi người nghe lụa nó cao. Pyjama kiểu như lúc đó là thầu hoàng kim mấy chị. Ồ, đẹp quá nha. Đó, rồi chúc mừng em. Ok, bộ 79 ngàn chúc mừng chị Quỳ Trần Kiều Bóng Ngọc. Có nó mới ra đời mọi người nha, là nó giá nó cao mấy chị. Bây giờ nó giảm rồi mấy chị ơi. Ồ, còn bộ tay dài nè. Rồi bộ tay dài này em xem với chị 90. Ai lấy bộ tay dài chứ bộ tay dài 90 ngàn. 60 nó lại giường người nghe 50 đổ lên. Đó, bộ tay dài xem 90 mọi người nghe. Lấy tay dài dùng lên tay dài 90 giùm em nè. Tay dài 90. Rồi 85 ngàn. 50 đổ lên, 62 là dẹp mấy chị ơi. Quả đẹp luôn, rồi xanh giùm em. 85 ngàn, xanh đậu. Rồi, ôi, đẹp chưa mọi người nghe. Xanh đậu giùm em. Rồi, ở đây chốt em nha. Ok, vàng chị Nguyễn Kiều Mai, có lô này là 85 ngàn nha mấy chị. Đó, vàng 85, xanh đậu 85, đỏ 85 ngàn rồi nha. Đó, cái kiểu kia là khác nha chị Bảo Ngọc nha. Ủa lỗ này chị đẹp không? Dễ đẹp ghê. Rồi, chị Tôn Hoàng, không bắt máy nữa nè. 65 kiếm với 50 là không vừa nha chị Tôn Hoàng nha. Em thấy chị hỏi em là 65 kiếm với 50 vừa không? Mà mình 65 kiếm với 50 là bộ này không vừa hay cục vàng nha. Đó, không biết là chị gọn người không nha. Gọn người á thì có thể mình vặn được nha. Đó, mình chỉ sợ là hở cái đường ngực thôi mấy chị nha. Rồi, lấy đỏ cho bên đỏ em mấy chị. Đỏ giùm em nè. Không. Thôi, tay dài đó là bạn không vừa đâu trong mình ơi. Nó trang cái bộ đồ mà gỡ lợi đó. Rồi, hồng giùm em nha. Lấy hồng cho bên hồng. Hồng nha, 45kg em có luôn. 45kg giá 79 ngàn luôn chị Hoa Phạm ơi. Rồi, xanh đậu với chị Kiều Mai. Ok, chị Kiều Mai. Rồi hồng mấy chị, lấy hồng chụp hồng với mấy chị, hồng đẹp quá. Hồng đẹp cực kỳ mọi người nha, lấy hồng cảm ơn hồng giùm em. Hồng siêu đẹp mấy chị. Rồi chị vừa lấy hồng cảm ơn hồng giùm em nè, hồng đậm. Rồi hồng dâu. Hồng dâu giùm em nữa chị nha, nè em lăn ra xe bự nha. Hồng dâu giùm em. Rồi mấy chị có đỏ đô. Đỏ này đỏ đậm mọi người nha. Đẹp ghê. Ô, bộ đỏ đậm này size nhỏ nè.
Ô lỗ này 55 nó lại đẹp rồi nha. Ô đâu có lọt vô bọn nhỏ nè. Ô này 45 cái bạn đẹp đỏ nhỏ giùm em. Đỏ nhỏ này lấy đỏ nhỏ chứ đỏ nhỏ. Đỏ nhỏ mọi người nghe. Rồi đưa cái 79 ngàn đúng rồi chị lên tay nhỏ này. Đây là chị Nguyễn Mai. Thấy làm chị gì nè. Tay nhỏ đây. 45 cái này chị Nga Phạm ơi 79 ngàn. Đây chị. 40-55 cái bạn đẹp nè. Rồi cái mã 09 79 ngàn đây chị nha. Đó. Rồi 55 40 đổ lên 55 56 là đẹp nha, 09 giùm em nè chị. 09 79 ngàn bộ luôn, tay nhỏ người nha. Rồi 08 tay nhỏ luôn á chị. Đó, à lấy 08 mình 08 giùm em. 08 79 ngàn tay nhỏ giùm em. Rồi 06 mọi người nha. 40 đổ lên 55 cái đẹp mọi người nghe, cái mã 06 giùm em nè. 06 đẹp người nha. Rồi đó chị, 45 đó, 55 cái bằng đẹp 07. 07 mọi người nghe, lấy 07 comment 07 giùm em. Đó. Ok, kiếm cho Trang Quỳnh, tôi kiếm rồi đó. Rồi chị nào lấy comment màu mọi người ơi, đẹp quá luôn. Rồi 40 đổ lên 55 cái bằng đẹp 02. Hello chị Dung Nguyễn yêu dấu, khỏe không chị Dược. Rồi lấy 02 comment 02 giùm em, chị nào mua xe nhỏ đâu. Nhỏ hay đừng ngày ngôn ngại chậm quá. Ồ, ô mấy chị ơi đẹp lắm. Hồng chữ. 40-55 cái lần đẹp hồng chữ. Không, không có chạy comment. Không có chạy comment. Ờ, tao quét cái này coi chạy comment không, đừng xíu mình chơi game coi. Ờ, quét rồi chạy. Quét rồi nó chạy. Rồi mấy chị ơi, vàng con vịt. Vậy hả? Chị Nga Phạm nghe được chị. Ok, 02 chị Nga Phạm. Ôi ôi mấy chị ơi đẹp quá ha. Rồi mấy chị lên 12. 12 giùm em, 45-55 cho đẹp 12. Có xây nhỏ cánh tiên không? Có luôn. Có luôn, có luôn nghe Quý Ngọc Lam ơi. Rồi mấy chị ơi đẹp quá. Hồng dâu. Hồng dâu giùm em. Rồi mấy chị ơi, 11 đẹp quá. Ừ. Đó đổi lên chị. Chị còn bộ dập ly không chị? Dập ly. Dập ly hả? Dập ly nào ta? Ừ. Rồi lát mình 11. 11 với chị, 11. Rồi mấy này mới 10. Hồng dâu cho chị Nga Phạm. Ok, chị Nga Phạm có hồng dâu. No, 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 no. Ờ, cái hồng dâu đó. Có 02 hả? Có 12. Có 02 mà, chị đọc có 02. Nè, 09 hả? Không, không có đó chơi like. 02 là màu nào ta? Đưa lại chị coi, sao ra. Trời mày quá thê cái nghe Thi ơi. Rồi nè, lửng xe vẫn cái tiên xe nhỏ nè. Đó, tay chưa thương mọi nha. Bộ đẹp mọi người. Bây giờ xả nhanh tỏ lẹ cho mấy chị đi. Xả nhanh tỏ lẹ mình còn chơi game đó mọi người nha. Hút giờ game luôn rồi nè. Rồi mấy chị nghe dễ thương nha. 55-56 cái lời đẹp mọi người nha. Đây. Cái này cái gì em muốn mấy cho mê mà cái gì nữa nè. Trời ơi, sao cuộc có lãm lên một chưa hết trơn ta. Rồi, bộ đang mặc quần nghe quần chính tắc giùm em á chị. Em bạn là nó hơi rộng rồi ha. Cái này có khoảng 56kg mấy chị bạn đẹp. Đó, 56 lại mấy chị bạn đẹp mọi người nha. Rồi, lát bọn này xanh mấy chị ơi, 75 ngàn. Xanh mấy chị nghe xanh hoa giùm em, 75 ngàn. Lấy xanh hoa, bên xanh hoa 75. Xanh hoa 75 ngàn giùm em. Rồi, mấy chị ơi, đẹp không? Đó, rồi, nhí đỏ giùm em, 75 ngàn luôn. 56-57 cái bằng đẹp nhí đỏ. 75 ngàn nhí đỏ. Nhí đỏ 75 ngàn. Ồ, cái này dễ thương quá chị ơi. Đó. 45 đủ lên, 55-56 đẹp người nha. Rồi comment gấu đỏ giùm em luôn. Gấu đỏ 75 ngàn mấy chị gái nha. Đó, lấy gấu đỏ, comment gấu đỏ giùm em. 75 ngàn gấu đỏ luôn. Trong cái này tùm lum tùm lưa nè. Rồi, bộ đuổi này mọi người, nó giống giống gì nè, dễ thương quá.
không cần nghe trên live giờ là hết rồi. Xanh hoa 75 ngàn cho Lung Linh. Ok Lung Linh xanh hoa 75. Nhập đây em mấy nói chị nghe. Rồi nói chị. Hỏi vậy rồi bây giờ mà hỏi vậy là bó tay rồi. Rồi sáu mua đó lại vừa mọi người nghe mấy chị bọn này đẹp nè. Đó xuất sắc luôn bộ đuổi nè nghe. Alex bộ đuổi này xem mấy chị luôn 70 ngàn. Sáu mua đó lại vừa 70 nè. Alex còn anh 70. 70 giùm em. Rồi mấy chị. Rồi mấy chị ơi. Đó dễ thương không. Đó rồi này 7 von mọi người nha. Von mấy chị 7 von giùm em nha. Ôi ơi mấy chị nghe cái này nó có lót giùm em nha. Rồi 7 von giùm em nha mấy chị. Nhớ giùm em là 7 von nha. 7 von này nó hơi mỏng mọi người nghe. Nhưng mà bạn nó cũng không thấy người mọi người nha. Giùm em nha mấy chị. Rồi size 56kg 57kg lại mấy chị bạn đẹp giùm em nè. Đó cân sĩ giùm em nha. Rồi mấy chị cái này nó hơi mỏng nha. Nên em bán rẻ nha. Đấy chứ em mấy chị hai nhí thì 60 ngàn. Đó nhí 60 ngàn giùm em nè. Ôi ôi dễ thương mọi người nghe. Mấy chị 7 von giùm em nha. Đó đây mấy chị. Nó có lót bên trong luôn. Rồi đó là mấy nhí mọi người ơi 60 ngàn. Rồi xanh giùm em luôn mấy chị, quá dễ thương luôn. Đó, xanh 60 ngàn giùm em nha. Size 50-60kg là bạn ok mấy chị ơi. Đó, nó có lót mọi người nha. Đó, 60 ngàn bộ giùm em. Chị nào lấy chó này mấy chị nha. Nó có 3 bộ lắm, 7 phone. Rồi mấy chị. Đó, size 50-60kg bằng đẹp giùm em nè. Rồi nhí sữa 75 ngàn. Nhí sữa 75 ngàn nha. Lấy nhí sữa với nhí sữa. À, có đồ 66kg không em. Tùm lum tà la kiểu hết trơn nha chị Thi Quỳnh ơi. Đó mình coi từ từ một hồi mình gặp mình lụm nha chị Quỳnh nha. Rồi lấy vậy bộ này chốt nha chị ơi. Đó mà cái quần nó có lót nha chị yên tâm. Đoạn nha mọi người nha đây nè. 60 ngàn bộ. Rồi chị nào chốt em đó chị nha. Nhí nó có 3 bộ nhí mọi người nha. Nhí trắng, nhí đỏ, nhí xanh. Rồi ê đưa cái cây 105 ngàn lại cây cho bà Phạm Tiền quá nó hứa gì với bà nè. Cây 105 ngàn ờ cổ nhọn á. Bên đây là cổ gì ta? Đây là cổ hai lá. Bà Tiền ơi bà chị cổ nhọn hay là cổ gì? Không có nói bà gọi Trâm Quỳnh mà không vừa đâu. Trâm Quỳnh mà không vừa đâu Trâm Quỳnh ơi. Rồi đây nè Tiền ơi. Tiền nè 45-60kg bằng đẹp người nghe chứ mã 18. Hả? Rồi lấy 18-18 em nha. Đó. Ồ mấy chị thấy thương không? Rồi lấy 18-18 giùm em nè. Này là nãy có cây này phải không? Còn cây nào trong không? Coi có cây trong không? Ok, nhí xanh 60 ngàn chị Bảo Ngọc. Em nói trước mọi người nghe có là 7 von nha mọi người nha. Bà thấy nhận màng mau không? Ừ. Bởi vậy nhầm khi mấy chị nói thừa em là giao hàng chậm mấy chị chỉ cần mọi người thứ nhất nè mấy chị có nói cưng ơi hàng chị tới có đem lại ngay nhà chị nghe là shipper đó gặp cục hàng của mấy chị gọi hay nó cầm cục hàng nó chạy dắt dò lên mình cổ luôn thiệt như em nè em cũng cũng có lấy hàng nhiều khi mấy chị nghe có những chợ lấy hàng là không có đường xe mọi người nha em lấy hàng bằng đường qua đường bưu điện mọi người nghe mà em kêu nó nè có việc thấy tên chị đem lại ngay nhà mấy chị nghe mưa gió bão bùng nha chiều khi 6 giờ tối ha hàng vừa tới nó gặp tên em nó cũng chở lên luôn vậy đó có 65kg không mua dạ có chị Thu Thủy nha rồi 45 đủ lên nè 60 là vừa nè mã 40 105 ngàn nha đó lấy mã 40 của bên 40 giùm em coi còn cái nào trong đó không đây lấy cây cũ đưa cây cũ lên cho bà coi rồi mấy chị 45-60kg bằng nẹt nè cái mã 1 18 ok 18 được không nào đây 18 nè chắc cho Phạm Tiền rồi 45 đủ lên 60 là đẹp hồn nha. Rồi mấy chị. Rồi cái mã 1 á chị ơi, mã 1 giùm em. 105 ngàn mã 1. Đó, người ta phái giao cho chị lắm. Ừ. Đó, hả? Chị Hương ơi, thằng giao hàng cho em nó không có nhà nó cũng bỏ đại luôn. Ừ. Trời ơi mấy chị nhầm khách em á chị nghe shipper điện vô nhà mà người không lấy tiền mấy bạc gì hết trơn. Nó tự ký luôn mấy chị. Rồi mấy bạc biết mấy bạc có lấy không lấy thì kệ mấy bạc nó cũng điện thấy gì đó. Rồi ok, rồi là comment mít chơi trắng đen. Trắng đen, đây lên cục đầu tiên không? Ok. Rồi đây, đó, 45 60kg bằng đẹp người nghe chứ mã 8 giùm em nè. Băng gồ đẹp lắm mấy chị ơi. Đó lấy 88. Ừ.
có một thằng một hai và có một thằng một hả, rồi chiếc mã 8 45 tháng một chiếc bạn đẹp mã 8 nha, anh lấy 8 chiếc 8 giùm em nha chị. Mã 68 rồi người nha, 45 tháng một chiếc bạn đẹp mã 34 chị nào lấy 34 chiếc 34 giùm em nha chị ơi. 34 cái này tao nhớ nãy có người chết rồi. Không quá hả? Ừ. Lúc cái chuyện kìa không hơn. Ừ. Rồi người nha, 45 60 cái bạn đẹp nè. Trên mã 31. 31 mọi người nha. Đó, anh lấy 31 chứ 31 cho em. Đó đẹp luôn, mã 31. Rồi người nha, 45 60 cái bạn đẹp mã 50. 50 giùm em nha. Đó, ai lấy 50 comment mã 50 chị. 50 nè. Nhỏ không vậy, gái đẹp chị không ạ. 65 kg phải không? 55 kg có mẫu khác. Rồi 45 60 kg bằng ngày mã 11. Đó, ai lấy 11 chứ 11 nha. Đó, chị nào thích chụp màn hình lại gỡ qua Messenger cho em nhớ chụp chị này mấy chị nghe chụp em đẹp đẹp nha. Đừng có nhắm mắt thả họng mà lé lé và chụp qua nha, tao nói trời ơi muốn chết luôn à. Rồi nè, đó. Ai lấy comment 11 mọi người nghe nó ban đêm nhiều khi nó diện nghe nó bãi chụp qua ầm ầm cái có cái còn có cái hết mọi người nghe nó mà đa số hết nhiều mấy bạn nói sâu mà hết hoài trời chị ơi không hết cái em chết luôn quá. Rồi mọi người nghe 45 tháng một cái bằng đẹp mã 42 giùm em. À, quá đẹp mọi người nghe 105.000 mã 42. Rồi chị nào chốt là bên mã giùm em. Hello chị Ngọc Thái giao dấu nè. Rồi 45 60 cái thằng đẹp nè. Cái mã 74 mọi người nha. Đó. Yêu lấy 74 comment 74 giùm em nè. 74. Rồi 45 60 cái thằng đẹp mọi người nha. Rồi mấy chị cái mã 6 nè. Chị nào lấy 6 chút 6 mọi người nha. Mã 6 giùm em. Mã 6 mấy chị. Đẹp quá mà nó đẹp ghê chứ tại không tại tôi không bận á, tôi bận lên là tôi dành cho tôi mua à. Mà tôi bận hết nổi rồi thiệt. Em và bạn là tao dành việc mua điện bộ đó. Dạ, 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 chỉ có một bộ hai cái quần đi luôn luôn khỏi gọi, cảm ơn chị Hồng Quyên. Bộ em đăng lai là 105.000, em đăng lai là 105.000. Rồi 45 tháng một cái lần đẹp mã 2 rồi nha, ai lấy hai rồi bên hai bà biết ai không, phần mềm mày gãi gì đó, ai gãi bà nội mày nghe coi phần mềm nào á, nghe chưa alo. Rồi bây giờ có chuyện nãy kêu em lên chuyện quên gì. Rồi game, đúng rồi, có chương trình mình chơi game mọi người nghe. Rồi mấy chị. Rồi mọi người nha. Bán được có 160.000 hết đi. Này có hình gian không thi? Rồi bây giờ mấy bữa dài mình chơi số bự không phải không? Bữa nay mình chơi số nhỏ nha mọi người nha. Đây mình chơi súng nhỏ mọi người nghe, nó chơi ram mọi người nghe. Rồi bây giờ tặng cái gì? Tặng ba lô đi, ba lô còn nhiều quá. Tặng mẹ mập. Rồi tặng ba lô đi, đưa về cái ba lô qua thôi. Ở ba lô đâu bán cái lô ngày, ba lô ngày hôm qua bán hả? Ai mình nam mô hay gì đâu bà. Rồi tặng cái ba lô. Rồi mọi người nghe, bây giờ sẽ tặng cái ba lô mọi người nghe mấy chị. Đó. Đó mọi người, cái máy em mà quét qua quét lại là không ảnh comment mọi người nghe. Em chỉ tính là cái máy đó nghe. Coi là mã 42. Ok. Ok, mã 42. Rồi, chị Phạm nhớ 0507 là gì vậy? Bà comment chơi game hay bà comment mã mua? Bà đang comment chơi game đó, bà nói số nhỏ bà comment trước đó. Vậy hả? Chú chạy, chừng nãy nó bắt đầu với máy tính nghe. Có 42. Có 42. Có 42. Coi lại mã 42. Nãy vàng 24 là 85.000 nha chị Bùi Thị gì nè. Ủa vậy bà bạn mấy bộ này đẹp đẹp không nè? Dễ thương
rồi mở bóng ngay nè, rồi lên lên đồ vậy, chơi game xong lên đồ, chơi game lên đồ, rồi này chạy chơi game xong lên đồ, đây là chạy làm ơn nha chị, đôi bùng quá đôi bùng quá. Rồi nè chị, đây, đây nghe, chưa nghe mọi người nghe, chừng nào em tính lại mới tính ra cái ấy nha, đáng mọi cái chuyện ấy. Em comment rồi mà sai món chúng mọi người nghe, chừng nào em nó bắt đầu mới tới mới tính nha mọi người nha. Rồi nè chị nào, mã 42 nè. Đây mã 42 mọi người nha. Rồi cái cục vàng ơi, đó cái này là mình ấy mọi người nghe, ví dụ như mấy chị có mình có lỡ chúng rồi nha. Thì mọi người nhớ mua ở gần nhà, hương lại lựa đồ cho nó đã. Trời ơi chị, vậy chứ bà lỡ nhà em có chị hỏi cái đường lựa. Nó nhiều quá chị mình lựa, em có thiệt. Cửa mặt gạo có vậy 50.000 chai nha chị Bùi Thị Tiền ơi. Hả? Cửa mặt gạo có nghe 50.000 chai. Rồi ok thì Trang nghe rồi bắt đầu nghe mọi người nghe bấm tay lấy không? Rồi mọi người nghe, bắt đầu mọi người nghe, em đọc tên là tính thằng tỷ đó mọi người nghe bây giờ nha chị. Số ngày hôm nay là từ 50 lỗ xuống mọi người nha. 50 lỗ xuống nè, rồi bắt đầu em đọc tên mọi người nha. Có chia sẻ mọi người nghe, rồi chị Tiết Xương mặc 11 size nè. Chị Phạm Nhớ 01 size, sao mà rẻ vậy? Dạ kính thưa chị yêu, em bán 85.000 một chai mọi người nghe. Thì mọi người thấy người ta like, em nói chung là mấy chị nói là em biết sao nó rẻ rồi mấy chị. Tại người ta bắn mắt với bà thôi. Đơn giản. Đơn giản nha chị Long Lê nha. Chị nào mua hàng em hoài, mọi người sẽ ví dụ như mình tin tưởng chỗ nào mua chỗ đó mọi người nghe, nó bán 85.000 cái nó rẻ mọi người đó. Rồi tiếp tục đọc tên. Rồi mọi người nghe, chị Hoa Chạy Bình Yên 15 size, chị Văn Phượng 25 size, chị Phạm Nhớ 14 size, chị Tiết Sương 39 size đó. Rồi chị Lữ Cẩm Giang 45 size, chị Phạm Nhớ 17 size, chị Bảo Trang Ia Bao 34 size. Trời có tên có đọc, có đọc tên sao tên. Chị Nguyễn Thị Út 28 size, chị Phạm Nhớ 18 size. Rồi chị Ngọc Thái 47 size, chị Dương Chí Thiện 48 size, chị Tiết Sương 45 size, chị Phạm Tiền 37 size, chị Phạm Nhớ 23 size. Rồi 24 size nè, 15 size, 33 size, 11 size, 28 size. Cái gì? 50 size, 46 chai, 10 sai, 17 sai, 17 sai, 47 sai. Rồi chị Phạm Tiền sai nè, chị Tú Loan sai, Dương Chí Thiện sai, chị là có sai, chị Thì Trang sai nè. Đó, cố gắng lên chị Thì Trang ơi. Chị Nha Linh sai, chị Phạm Nhớ sai, chị Ngọc Thái 04 sai, 39 chị Bảo sai, 44 chị Phan Phượng sai, 07 chị Ngọc Thái sai, 35 chị Cà Gót sai, 49 chị Cẩm Giang sai, 40 Lung Linh sai, 44 Phạm Nhớ sai. Đó, rồi 42 Lung Linh sai, chị Nguyễn Thị Út 59 sai, chị Văn Phượng 48 sai, chị Phạm Nhớ 45 sai, chị Cà Gót 36 sai. Rồi chị Lung Linh 39 sai, chị Nha Linh 25 sai, chị Bảo Thị Hà 22 sai, Trâm Quỳnh 33 sai, chị Ngọc Thái 16 sai. Rồi chị Cà Gót 47 sai, chị Lê Trang 40 sai, chị Nguyễn Phúc Phan 3 sai, Phạm Nhớ 04 sai, chị Ngọc Thái 19 sai. Rồi chị Hoàng Kim Thắng 19 sai, chị Nguyễn Thị Út 80 sai, chị Hoàng Quốc Nguyễn 19 sai, không phải chị Phạm Nhớ sai, 28 Ngọc Thái sai. Rồi Huệ 8 44 sai, chị Thí Loan 19, Thí Loan cũng chia sẻ nè, 39 chị Trâm Quỳnh sai nè. Rồi chị Phan Phượng sai, chị Ngọc Thái sai, chị Thị Trang sai, chị Phạm Nhớ sai. Mọi người cố gắng lên ngồi sắp chúng rồi trời. Rồi chị Phan Phượng 04 sai, Lung Linh 03 sai, chị Phạm Nhớ 16 sai, Ngọc Thái 43 sai, chị Nguyễn Hữu 65 sai. Rồi Phạm Nhớ 18 sai. Rồi xin chúc mừng chị Hoàng Kim Thánh nè. Đó. Rồi em xin chúc mừng chị Hoàng Kim Thánh nha. Đó, chị Hoàng Kim Thánh mã 32 nha. Đó. Rồi, rồi xin chúc mừng chị Hoàng Kim Thánh trúng được cái ba lô nha. Đó, ở bà Hoàng Kim Thánh hình như đó giờ cũng hối chúng. Hình như là mấy năm nay cũng trúng phải không? Rồi, xin chúc mừng chị Hoàng Kim Thánh số 32. Xin chúc mừng chị Hoàng Kim Thánh số 32.
Năm chúng mình quen. Nói chiều. Rồi mọi người nghe mấy chị rồi bắt đầu em lên đầu tiếp nha. Đó. Chị Hai ơi. Rồi chị Hoàng Kim Khánh, bạn ơi chúng được cái ba lô. Chị ơi chị không? Rồi. Rồi còn cái này nè, đây mở mạnh giúp chị cái này lớn đúng nè. Ơ bên đây đã chị đây. Cái này là cái gì á? Cái vàng vàng. Cái này coi không có cái gì á? Anh ơi em đói. Bụng để nhỏ bằng mấy này đẹp dữ vậy luôn rồi. Lớn luôn. Cái nào bỏ đây nha bay. À không chứ không ai hết trơn. Ừ. Cái đó là bà biết gì luôn. Bữa nay được trúng rồi đó. Vô. Xin chúc mừng chị Hoàng Kim Thắng một lần nữa. Mà bộ này mà bằng gì bự? Chị đang chặn là nhiêu ký hay ba hả? Nhỏ chỉ nhiêu ký ta?
chàng ơi, chị như thế hai bộ xe hai, ok cho Phan Phượng hai bộ xe hai nè, giấy đỏ cho Phạm Tiền nè, đi bộ nào rồi mấy chị, nói chị Thi Trần nè, ok Thi Trần nè, rồi hết luôn nè, nó lấy luôn rồi, nó hết trơn rồi, hết trơn rồi, rồi hết luôn rồi, hết luôn 55 kg, ok chị Thi đang cần rồi, hồng cho chị Thúy Loan là hết luôn rồi nha, rồi hết luôn nè. Ở này lấy gì ta, ơi bà lũi lụi toàn bộ đấy nè, sao lắm đây trời, ờ Phạm Tiền ơi hồng hết rồi nha, hồng hết rồi. Chị Tướng Phúc giấy đỏ nè, mừng giấy đỏ chứ chị Tướng Phúc nè, chị Phạm Tiền là nhỏ nè. Rồi bộ đuổi luôn rồi, nghe mấy chị dễ thương nè. Đuổi đùi 60.000 luôn, 60 cái lại vừa, mấy chị nghe chứ mã đuổi đùi 60 cái lại vừa. Rồi, chứ em mã đuổi đùi 60.000. Áo phát tay nhỏ hả chị? Có, để em coi đây, rồi cái này là gắn đùi nó đi, gắn đùi này còn còn không đi? Còn không? Còn không? Đùi 60.000 cho chị Kim Nguyễn Thiên. Rồi bây giờ gắm đùi nè mấy vị, gắm đùi về chơi luôn nè. Coi 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 đùi còn gắm chưa, nhiều hết hay đang đem ra coi biết tao thả luôn cái này coi. Rồi, ok tranh thủ mua nghe bà Kim, cái lửa thẩm trang thôi để nếu mà khỏe khỏe thì bye.
vàng với hồng chị nhà Nguyễn nè, hết đỏ rồi yêu ơi. Dạ đẹp lắm, cái này em bao bao bảo kê cho mọi người nghe. 59.000 à. Ôi ôi mấy chị ơi quá rẻ luôn. Bữa nay mấy chị không mua ngày mai lên giá lại nha quý vị nha. Đó. Bữa nay không mua là ngày mai lên giá lại nha mấy chị vàng nha. Đó. Đẹp lắm mấy chị ơi, xinh đẹp luôn. Rồi tí mọi người nghe, ồ đẹp quá mấy chị ơi, siêu đẹp luôn. Đó, tức khắc mọi người nghe. Ai lấy chó giùm em. Cái gì không? Ừ, cho em miếng đẹp ăn. Rồi cái cục vàng ơi, lấy màu gì chó giùm em nè. Đủ vậy. Trời quá trời, nó kỹ rồi. Nó kỹ mà uống có cao, phải rửa 4 ngày, không rửa ngày, không rửa là có hình luôn. Cắm hả? Thấy cái này vừa vậy. Đẹp lắm. Cái này là bạn lượng mà bà Hiền Nguyễn. Cắm đẹp lắm. 80 đấu lại. 59.000. Nó quên thích dày, nó coi tính để 4 tháng luôn, tao hỏi rửa. Con áo này bà Hai ơi. Con áo gì má? Đấy, nó có bụng quá chị ơi. Rồi cái ăn gì ta, ăn gì ta. À quên nó còn có thắt len nè. À rồi chị nhà Nguyễn lấy hai vàng chị ơi, hai hồng à. Còn có một hồng à, không có nói tiếng rồi. Giờ thấy thêm một bộ vàng đó là được có ba bộ à. Năm hồng đi, hết hồng rồi để bận đâu không tiếng không à, không có hồng lấy một bộ vàng để bận vô không. Ok em bận vô thì tưởng tượng với chị tưởng tượng như tưởng cho đi. Trời ơi, mấy chị mấy chị kia bạn vô đây rồi em tốn tiền em bạn nữa. Nè. Đó chị em. Còn giả nha. Đó, đây chị, em bạn vô nè. Được không? Quá đẹp. Rồi chế thấy em chưa? Em chốt nu vàng đỏ, độc hành chút rồi. Ồ mà bộ mặn chậm á ta, nu vàng đỏ chị độc hành có đơn. Tức rồi mà. Tức rồi chọc hành ơi. Rồi hai bộ hồng tím chị ơi, hết hồng. Đưa màu cho con nghe đây. Đưa đủ màu lại cho mấy chị yêu coi nè. Đây chị yêu nghe. Đây bây giờ là em còn 4 màu. Tím, xanh, vàng, xanh đen. Tím, ngọc, đen. Lộn màu bạc, tím, ngọc, vàng, xanh đen. Tím, ngọc, vàng, xanh đen. Rồi còn 4 màu. 59.000 ở chế đồ. Chờ chị để tới ngày mốt cũng còn hay sao. Bà hỏng kìa, bà kia bà lại đây bà bỏ. Vừa khai bảo muốn chết luôn, vừa không được. Vậy cũng quay lại cũng còn hay sao nè. Rồi nó quay vô đây cũng bỏ mấy lần luôn đây. Rồi sao mày đến tới chạy vô lấy. Tao không biết số điện thoại, tao đâu có biết được đâu mở. Rồi mình đâu biết điện ai đâu. Ờ phải rồi, biết tao điện ai không. Tao điện cái bà gì mà chị em bằng dâu lạ đó. Bữa đó bà đó bà điện mua đồ. Rồi xanh ngọc cho chị Hiền Nguyễn nè. Chị cưới màu nâu bao nhiêu? 85.000 đồng. Mã số 3. Đây chị 85.000 mã số 3 em nghe mấy chị nha. Ủa bộ đồ mặt ai bán cho chị đó 59.000 mấy chị. Thiệt. Không ai bán 59.000 nha, chị duy nhất nhà em. À, hai chồng con chó gì nè. Không có chồng vui. Rồi này 85.000 mấy chị. 85.000. Rồi mọi người nghe mấy chị, bấm bộ. Ồ, đợt này nó không có ấy chị, nó có bò không à. Nó còn bò không à chị. Còn bò không à. Rồi, đồ 65 tiếng nè. Rồi mà cái áo khoác 65 nó lại vừa mọi người nghe chị, theo 85.000. 85 này đẹp nha mọi người nha, lấy bộ này ta 8 và áo khoác 85.000. Rồi, đồ 65 tiếng ha. Đây. Cái này bán chưa bay? Không bán, nó không bán cho mà. Hình như là nãy có người đầu tiên mà nó mới rồi. Rồi. Ok, lung linh tình mẹ tình cha.
ngồi lửng mà ngồi nghe mấy chị cái đại xe mấy chị 85 ngàn tuần rồi mấy chị ha. Rồi sáu mưa đổ lên 65-67 đời vừa mấy chị gái nha. Sáu mưa đổ lên 65-67 đời vừa mã 1 95 ngàn. Rồi mọi người ơi, sáu mưa đổ lên 65-67 đời đẹp người nghe mã 2 đó, mango quần lửng mọi người nha mấy chị, tiêu đề cho em nè đó 95 ngàn. Sáu mưa đổ lên 65-67 đẹp người nghe cái mã 2 mã 2 giùm em, lấy 2 cầm lên 2 đó. Thái hả, em còn bò người Thái mà nó còn bò không rồi chị, còn bò không được không. Rồi sáu mưa đổ lên 65-67 đẹp người nghe cái mã 3 mã 3 vậy mấy chị ơi, lấy 3 cầm lên 3 em nè. Quá đẹp rồi nha, mango tầm mấy chị ơi. Rồi cho quá tay trái nè. Rồi sáu mua đổ lên sáu năm sáu bảy đẹp người nha. Rồi mã 4 thì em nè, lấy 4 chút 4 rồi nha, mã 4. Rồi mấy chị áo phát hiện 115 ngàn cá mấy chị nghe siêu đẹp luôn nè. Đó 65-67 là vừa mọi người nghe mấy chị, em còn màu vàng. Màu vàng. Đây mấy chị, màu hồng. Màu đen. Màu đen mấy chị, đó và màu xanh trên đó mọi người nghe, giá 115 ngàn. Rồi mấy chị, đó 6 mua đổ lên 65-67 là vừa nghe mấy chị, áo phát thể thao đẹp nè. Rồi con tôm sợi thể thao mấy chị ơi, cho mình hồng dâu 85 ngàn. Cái này lấy hồng dâu, hồng dâu 85 ngàn. Rồi mọi người nghe mấy chị tiếng gãy nè. Xe 50, 60 cái vàng đẹp mọi người nghe vàng giùm em. Rồi gãy Thái xe mấy chị luôn 95 ngàn. Đó 50, 60 cái vàng đẹp mấy chị ơi, chứ mãi gãy vàng. Gãy vàng 95 ngàn. Nói hồng 115 ngàn. Chị Hoàng Kim Thánh, cảm ơn chị Thánh nè. Rồi mặt có xe mua 6 mua đủ loại đâu mọi người nghe, giá 59 ngàn. 59 ngàn cho Quỳnh Hoa nha. Đó 6 mua đủ loại vừa nè bà. Rồi nói chuyện gì hơn không. Em đó giờ em đâu có ăn chè đâu. Thế sao có 55 kg đổ về không á? Đa số nó có thôi sai là 45-60 á chị. 45-60 kg lần dừa. Rồi lấy bộ này có bên bò. 50-60 kg bằng đẹp mọi người nha. Bò gãy Thái mọi người nha. Bò em 95 ngàn bò. Rồi 45-60 kg bằng đẹp đỏ đô mọi người nha. Đỏ đô vậy mấy chị. Đó, à, lấy đỏ đô, số đỏ đô nha. Lấy 95 ngàn đỏ đô. Hồng dâu áo phát 65 kg là chị Hải Nguyễn 85 ngàn. Rồi mấy chị ơi dễ thương nha. Ồ bộ này đẹp quá trời luôn. Rồi mấy chị ơi, 6 mua đó là đẹp mọi người nha. Đây mấy chị chắc mã ngọc trai. Ngọc trai mọi người nghe, ngọc trai 95 ngàn ngọc trai. À lấy ngọc trai với ngọc trai giùm em. Vậy đó rồi sao? Thôi em ăn nãy gọi em ăn nữa một muỗng rồi. Còn rồi áo phát nữa nè mấy chị, áo phát đỏ nè. 65 lại mấy chị bằng vừa em luôn nè, phát đỏ này 95 ngàn luôn. 85 ngàn. Rồi phát đỏ 95 ngàn, 65 cái là vừa phát đỏ 95 ngàn. Ê cái này còn có nhiều không mấy chị nè, mấy chị nó chương trình nè, chiều em tặng áo phát mọi người nghe, ủa đẹp nè. Bữa bà kia bà cứ chụp hình qua hoài mà tôi không biết bán lấy màu gì. Ủa đây nằm, ủa con này đẹp đẹp nè không hả? Ủa con đẹp đẹp không nhỉ? Rồi mọi người nghe, ai mấy chị áo phát của em nghe, em cho màu ổn nhiên cho mọi người coi nè, ủa đẹp quá. Áo phát trong nhà giờ quá nhiều. Cái gặp cái vàng này muốn bẩm vàng này ghê ta. Thôi xin cái vàng rồi đi. Xin cái vàng đi mọi người nha. Rồi bây giờ mấy chị, em gọn nghe trên 10 em nha. Này len. Len mấy chị, len. Siêu đẹp nha. Cái này làm bữa em bán 79 ngàn áo mọi người à. Đúng không thầy? Em bán 79 ngàn áo mọi người nha. Cái len này chị nào đó mua rồi thì mấy chị biết nha. Ai thích bận ôm á thì 60 kg, 61, 62, 63 kg thì mấy chị bận được hết nha. Còn không thích bận ôm mọi người đừng có mua nha, tại vì len á hết vô người của mình nha mọi người nha, hết vô người của mấy chị đó, nhớ giùm em nha. Rồi cột vàng rồi chốt cho em mọi người nha, dễ thương nha. Rồi mấy chị bán tặng mấy chị 60 ngàn. Ai lấy chốt màu, chốt màu
trên đầu em ngồi nha, khá mùi. Rồi em còn màu đen nha, tại vì em đang xuống rồi em bán khóa nó chữ em mà người nghe mấy chị màu đen màu sữa tập trắng. Rồi 3D mọi người nghe. Rồi mấy chị xanh nè, rồi riêu nè đó. Rồi chị nào chốt comment mấy chị nha đó, vàng mấy chị đẹp ghê luôn, chị siêu đẹp nhìn em luôn. Rồi bà nào chốt comment em nè mấy chị đó, sọc dâu luôn. Rồi cục vàng nào chốt comment màu đó, mấy chị thấy màu trên người em đó mấy chị, Alex chốt em nha, 60 chục em ok nè đó. Comment giá tiền vô 60.000 nhận gầu đẹp lắm luôn, dầu gọi đó, gọi rồi xả dầu xả được không? Dạ được, được chị, mà mình xả cái đuôi thôi, mình xả từ cái chùm đuôi đảo xuống thôi nghe chị. Dạ Hoàng, chị Hoàng Phú Nguyễn ơi, mình xả từ đây đảo xuống thì chị đừng có xả lên trên đây nha, tại vì trong cái thành phần dầu xả nó sẽ làm cho tóc của mình là bết dính nha, nó thành hình gào nè, rồi nó thành hình đủ thứ hết trơn nha, đừng có đen. Đây cái này là đen nè, đen chị Bảo Ngọc lấy hết đủ màu đi chị Bảo Ngọc ơi. Thiệt rồi, này này xanh đen nè, cam nè, riêu trên da là sữa nha, xám mọi người nghe, tọc dâu, tọc trắng, tọc xanh, 3D, xanh đậm. Rồi chị nào chốt comment màu, nhanh tay quẹo lượm mọi người nghe, mấy chị không lượm em lượm nhá chịu nha, mấy chị không lượm em lượm nhá chịu luôn mấy chị nghe, cái vàng này, cái vàng giấy kiểu như nó giãn đã lắm mọi người nha. Ủa sao mọi người không thích ăn áo phát này hả? Sọc dâu ok tú lon, sọc dâu là tội 60.000 đẹp quá, mua hết giùm em đi chị, em khỏi đem về nó chửi em, mở cái sớm cho em coi, sớm đâu, sớm đâu, đây sớm, đây cái sớm nè, sớm nè, đẹp lắm, siêu đẹp, sớm đẹp nghe, lửa tấm giang, ủa màu đẹp quá hay, ủa màu đúng một thôi, đẹp quá mấy chị ơi. Rồi mọi người ơi, nhanh tay lượm nghe mấy chị, chứ nãy đông đông, nãy phải em đọc cục này trước ha, lúc mà 100 mấy người là em like này là hết sạch, ha, 100 mấy người mà like này là hết sạch rồi, mấy chị không mua tối em like cũng hết. Cơ không? Thì có cơ không? Mời cái máy mày. Mời cái màn thôi. Dư sức rồi. Đi. Một cam ba cốn hơn à. Rồi chị nào chốt comment mọi người nha. Tôi bán 79.000 dành giật mà tôi xả thì mấy bà không mua. Tôi buồn ghê sơ. Xong đâu mà xong, xong tốt rồi, tôi cũng không có tôi cũng không có. Ê, ngang mà để hai cái này, chỉ có ngang hai cái này là hai cái gì vậy? Dạ. Thôi tập xanh nha. Đây là giấy sọc xanh nè.